Chuyện kinh dị Chuyến về quê gặp ma Của một thanh niên Sài Gòn Tác giả Lâm Thành Thừa Giọng đọc Tả từ Bí ẩn Radio Chuyến xe khách số 16 Từ Sài Gòn về Rạch Giá, Kiên Giang Vừa cập bến sau hành trình kéo dài 5 tiếng rưỡi đồng hồ Đạp vội vàng đeo cái ba lô đen bước xuống Đập vào mắt là cả đoàn xe ôm đang trèo kéo khách còi bóp inh ngỏi đạt căng mắt tìm bạn mình giữa đám đông hỗn loạn từ xa hai thanh niên cưỡi trên hai con xe quay đỏ nhanh chóng áp sát đạt và hí hửng ê tụi tao đây nè mấy thằng quỷ này sao tụi bây nói với tao là chờ ngay trong bến cơ mà hề nói vậy thôi chứ trong bến nắng bỏ mẹ ra bộ mày thấy thằng thịnh nó còn chưa đủ đen hay sao ơ ờ, tao đen thì kệ cha tao bộ da tao đen toàn hết của ống nội nhà mày à cưng ấy tao giận chút xíu thôi đạt cười lên đấy vui vẻ vì nghe hai thằng bạn châm chọc nhau đã gần hai năm rồi cậu mới được gặp lại hai thằng bạn thân chí cốt chung xóm từ hồi năm cấp 1 tính tình bọn đó thì vẫn vậy không hề thay đổi theo thời gian đạt nói ê biết nắng mà tụi bây có mắt tao đứng đây là sao tao không muốn thành dân châu phi giống thằng thịnh đen đâu Nghe thằng Đạt cùng ruột với mình Cường khoái chí cười lên hề hề Còn thằng Thịnh sắn tay áo lên Trợn mắt dư nắm đấm vào hai đứa Ấy tao dẫn chơi thôi Thôi chở tao về đi Nói rồi Đạt leo lên xe cho Cường chở Thằng Thịnh chạy theo sát bên Quãng đường từ bến xe rạch giá Về xóm vàm đông của tụi nó Mất tầm 45 phút Ngồi sau xe Đạt đưa mắt nhìn cái vật xung quanh đầy phấn khởi Cậu cắm hơi rồi hít thật sâu để tận hưởng cái hương vị quê hương sau gần 2 năm xa cách. Miệng khẽ tốt lên. "Đã thế." "Cái gì vậy cha?" Thằng Cường hỏi ngược lại. "Tao hít cái mùi này đã ghê." Ấy. "Trời, từ chiều qua tới giờ tao chưa tắm mà mày hít rồi nói đã là sao?" "Gì vậy cha nội? Ý tao nói là hít mùi vị quê hương của mình, chứ ai nói hít cái mùi của mày, hôi bỏ mẹ ra." "Hử?" có thấy hôi gì đâu nhỉ Để tao banh ra cho mày ngửi nha. Nói rồi thằng Cường liền dơ cao tay trái lên trời Miệng thổi gió và phần nách ra phía sau Thằng Đạt bụng mũi mà chửi Mẹ mày định đầu độc tao à Thúi quắc cả à? Tận hưởng mùi vị cư hương của tao đi Dành cho mày đấy Thằng Cường vẫn không chịu buông cái nách nó xuống Mặc cho thằng Đạt chửi phía sau Hai thằng một trước một sau Răng coi nhau một lúc Thấy mình đã sắp bị nghẹt bởi cái mùi hóa học của thằng cường đạt làm liều lên ngón trỏ chọt lép vào eo thằng cường làm nó nhột quá phải buông tay xuống ai dè thằng cường buông luôn cái tay phải đang vịn ga để chụp cái eo lại đùng một tiếng chiếc xe của hai đứa mất lái mà đâm vào một bụi lùm bên đường đạt cường té chúi nhủi cắm đầu xuống đám cỏ miệng dính đầy đất cát thằng thịnh chạy theo sau dừng xe lại mà hối hả ê hai tụi bay có sao không đạt ngồi trước phun nhúng cỏ dính trong miệng ra mà chửi mày tính làm siết cả à, cường đang chạy xe mà buông hai tay ra là sao ôi trời, mày chưa mất dậy mà vừa, vừa thôi tao cầm lái mà mày chưa chọn đét ai mà chịu nổi chứ mày giơ cái nách ra tra tấn như vậy thì tao cũng làm sao chịu được thôi không cãi nhau nữa lỗi gây ra tai nạn là do cái nách của thằng cường gây ra chiều phạt cho nó một trầu nhậu được chưa Đạt và Cường nghe thằng Tịnh giải quyết như vậy thì cười phá lên Cãi thì cãi cho vui vậy thôi Chứ tụi nó làm gì để bụng mấy cái chuyện này Thịnh dựng chiếc xe của Cường lên giúp Rồi tụi nó lại tiếp tục thẳng tiến về phía con xóm nhỏ vàm đông Sau hơn 40 phút thì cả hai đã chạy đến đầu đường của xóm Hiện tại chỉ cần chạy thêm tầm hai cây số nữa đường đất là vào tới nhà tụi nó Đạt vỗ vai Cường rồi xuống xe À, thôi, để tao ở đây đi, tao muốn đi bộ vô. À, sao vậy? Tao muốn tự đi để tận hưởng lại cái cảm giác thời thơ ấu đã từng đi trên con đường này đi học rồi về nhà. Gì vậy ba? Nói gì mà nghe cảm động dữ. Mày mới không về có 2 năm thôi, làm như mấy chục năm ấy. 2 năm đối với tao là quá dài rồi. Kìa, mày có thấy cái bụi tre đằng kia không? Ờ à, thấy, rồi sao? Hồi nhỏ tao với mày phá tổ ong trên đó rồi bị trích sưng vù mặt mũi lên có nhớ không nhớ chứ hình như có thằng thịnh nữa đúng rồi tao với mày bị trích sưng mặt còn thằng thịnh thì bị con ong chui vô quần trích sưng con ê mày mày im nghe mày tin mày nói câu nữa tao nhắc cái chỗ bị sưng đó vô họng mày không cường và đạt cười phá lên khi nhớ lại cái cảnh tượng nhiều năm về trước lúc mà cả ba đi học về rồi cùng nhau kiếm chuyện phá cái tổ ong vào vẽ kết quả đạt và cường bị tụi ong trích cho sưng mặt khóc suốt hai ngày liền còn thằng thịnh thì xui xẻo hơn bị một con ong chui vào cái ống quần chích vào cây súng sưng vù lên phải nghỉ học suốt hai tuần lễ đạp bà cường tí hí mắt nhìn xuống hạ bộ thằng thịnh rồi cười khúc khích không biết sau vụ lần đó liệu nó còn khả năng làm đàn ông nữa không thì chưa ai biết được thằng thịnh cáu thôi ta đi về trước đây mấy cái thằng cờ hó này <laughs> thịnh quê vì bị tụi bạn chọc liền dồ ga xe lên một cái rồi một mạch chạy thẳng vào trong xóm phía sau cường và đạt cười lên đau cả bụng ờ mày muốn đi bộ thì đi đi nghe tao về trước làm chút việc đi rồi qua mày chơi ok đi đi xíu nữa qua tao chơi cường với tay chào tạm biệt đạt rồi cũng phóng xe vào trong xóm đạt hết một hơi rồi lội bộ vào con đường đất với tâm trạng đầy hứng khởi cậu vừa đi trên đường vừa nước mắt nhìn đám vịt đang bơi bì bõm trên con sông còn con nào con nấy múp pip vô cùng làm mồi nhậu thì ngon còn gì bằng rồi lại nhìn qua dàn bầu bí đang to lên của nhà ông tám sau hàng rào lưới b 40 mươi thấy có người đang lội hụi bên trong đặt vẫy tay gọi vọng vào chú tám ơi đang làm gì đó người bên trong ngẩng đầu lên sau đám dây leo mắt có vẻ không còn tinh nên chẳng nhìn rõ được cái người kêu mình ai đó bây dạ con Đạt đây Con ông bà Ba Thành này chú Nghe tên ông bà Ba Thành Người bên trong nhận ra người quen đội cụi bước ra khỏi giảm bầu Và đám rau xanh ươm Đi lại chỗ hàng lưới B40 Rồi cười vui vẻ ha <laughs> thằng Đạt đó hả Bây đi hai năm nay rồi không thấy về Nên tao quên cả giọng Dạ tại công việc trên thành phố của con Bận bịu quá không có thu xếp được Giờ nhờ công ty tổ chức du lịch 4 ngày Con không tham gia nên mới xin về quê chơi được ít bữa ông tám dạo này vẫn khỏe ha con thấy còn sung sức quá một mình cân hết nguyên cái vườn luôn ừ cũng khỏe mà <laughs> mặt bụi dạo này hơi kém à giờ bây đang về nhà đấy hả Dạ đúng rồi chú tám đợi tao một xíu ông tám bảo đạt chờ mình rồi bước vào trong vườn rau hái một ít rau thơm rồi tiếp tục đi qua đi lại ở rằm bầu lựa chọn một lúc hai xuống hai trái bí thật to rồi đưa cho đạt Bây đem cái này về nhà cho cha mẹ mày ăn nghe Coi như quà tao tặng mày Dạ con cảm ơn chú Tám Ừ thôi đi về đi Chứ ông bà trông Thôi tao làm tiếp đây Dạ Đặt cầm hai chai bí Cùng nhúng rau thơm phức hí hưởng bước về Trên suốt đoạn đường Hết cậu cứ gặp người quen trong xóm Là đều chào hỏi bắt chuyện Ai ấy thấy đạt về thì đều vui vẻ Lại cần hỏi han về công việc làm ăn Cậu đứng lại trả lời với những câu hỏi của bà con lối xóm đến quên bén luôn giờ giấc. Nếu tính ra quãng đường hai cây số thì chỉ đi bộ tầm mười mấy phút là xong. Đằng này cậu mải mê tán gẫu mà đoạn đường bị kéo dài ra thêm gần nửa tiếng. Đến khi về tới nhà thì đã gần 10 giờ rưỡi trưa rồi. Ông bà ba thấy con trai về thì chạy ra mừng rỡ. Về rồi đấy hả con? Sao về trễ thế? Dạ, thằng Cường nó chở con tới đầu lộ thôi. Rồi tại con đòi xuống đi bộ với giữa đường gặp bà con nên có hỏi chuyện chút xíu ai rè nói chuyện hơi lâu à chào hỏi bà con thì cũng tốt đấy ủa mà sao người mày chạy chuỗi hết vậy con dạ kể ra nó sảm lắm thôi để chút nữa con kể cho con đói quá má cho con ăn cái gì đi à vô đây má dọn cơm lên rồi đặt cười hí hửng xoa vai mẹ đi vào trong nhà lát sau một bàn cơm ngon lành với nhiều món ngon như là canh chua cá kho tụ ếch xào, thịt ba chỉ chiên Tất cả những món ăn đó đều là món yêu thích của Đạt Cậu hớn hở bới cơm cho cha mẹ Rồi bắt đầu gắp đũa ăn khí thế Suốt hai năm nay ở trên thành phố Mỗi khi đi làm về Cậu chỉ mua cơm hộp để ăn tạm thôi Nhiều lúc Đạt ước được một bữa quây quần cùng gia đình như thế này Nhưng chẳng được Vì công việc không cho phép nó về Kìa ăn từ từ thôi Mắc nghẹn bây giờ Dạ ngon quá má ơi Đạt tham ăn ngốm một họng cơm trong miệng Rồi nuốt ực xuống một cách đầy chật vật Ông ba cha nó nói Thế Tết này mày có về nữa không? Nghe cha hỏi Đạt có chút sượng Gương mặt đắn đo à, Con không biết nữa Tại công việc của con gần Tết nó bận lắm Sợ không thu xếp về được Hài, Về được thì về Không thì thôi Làm ấy nhớ phải giữ sức khỏe Đừng có lao lực Biết chưa? dạ con biết rồi mà chiều nay cha mẹ cho phép con đi nhậu với tụi thằng cường nha lâu lắm rồi con mới gặp lại tụi chi cốt đấy ờ à, mà mày định nhậu ở đâu chắc nhà một trong hai đứa nó ba đi chung với con không à, nhậu nhớ đường lối rồi đi về đừng có đi lang thang quá thôi tao không có đi đâu bữa cơm trưa quây quần của gia đình đạt cuối cùng đã xong với kết quả không còn món nào trên bàn cả bà ba thấy con trai mình ăn khỏe thì thoáng nở nụ cười hài lòng Cùng nhau dọn hết đống chén đĩa vào trong rửa Đạt bước ra sân trước Vận động vài tư thế cho xuống cơm Đang tập con ơ Thì thấy bà Bảy hàng xóm đi ngang qua Bà Bảy, Bảy đi đâu vậy? Bà Bảy tay đang xách cái gào men cơm bằng inox Hối hả bước đi Nghe Đạt kêu lại Thì dừng bước mà trả lời Ủa, thằng Đạt mới về hả con? Dạ, con về hồi nãy Bà Bảy xách cái gào men đi đâu vậy? À, tao đi đem qua cho bà Tư. Thế bà Tư bị bệnh hay sao? Ừ, bà ấy mấy tháng nay không được khỏe trong người rồi, nên không có đi chợ búa được. Tao thấy vậy nên giúp bà, chứ tội lắm. Thôi, tao đi nghe. Cơm nguội ngắt hết rồi. Dạ. Bà Bảy nói chuyện xong thì bộ mạch chạy đi. Ta tiến theo sau mà lắc đầu khó hiểu. Nhưng thôi đành kệ, chuyện của người ta mà. Còn đang tầm giang giờ thì tiếng xe máy vang lên inh ỏi trước hàng rào. Đạt ngó mắt nhìn ra thì thấy Cường và Thịnh đang đậu ở ngoài, quắc tay mà gọi cậu. Đạt vội chạy ra tiếp hai thằng bạn. Hello hai ông bạn. Mày xin cha mày cho đi nhậu chưa? Tao xin rồi, cha tao ổng cho đi ngay mà. Mà tụi mày tính chừng nào mở xong. Chắc chiều chiều mới được. Có gì tới đó thì tụi tao kêu. Giờ tao với thằng Thịnh đi công chuyện một chút. Vậy hả? Ok, thế chiều cũng được. Tụi bây đi đâu thì cứ đi đi, Cường và Thịnh chào tạm biệt Đạt, rồi nổ xe máy đi giải quyết công việc. Đạt có chút hụt thẫn, nhưng rồi trở lại vào trong nhà mà trò chuyện với cha mẹ tiếp. Chiều đến tầm khoảng 5 giờ mấy, khi trời đã ngả sang bảng rậm, Cường và Thịnh một lần nữa quay lại trước cửa rào nhà thằng Đạt, rồi gọi với vào. Đạt ơi! Từ trong nhà, Đạt vừa tắm xong, kịp thay bộ đồ thun bóng đá, rồi chạy ra ngoài niềm tờ. Cậu xin phép cha mẹ xong, thì leo lên xe thằng Thịnh. Cả ba bắt đầu đi lại cái sòng nhậu đã bày sẵn trước. Ủa, sao lại tới chỗ này? Nhậu ở đây cho nó khỏe mày ơi. Cuối xóm yên tĩnh, không khí thoáng mát nữa. Đặt đứng gần to te dưới gốc me. Ban đầu cậu tưởng lại nhà thằng Thịnh hoặc thằng Cường để nhậu. Ai rẻ cuối cùng lại thay đổi địa điểm thành dưới gốc me ở bãi đất thoang cuối xóm Chỗ này vắng quá he Ờ vắng vậy cho dễ mày ơi Chứ mắc công om giòm người ta chửi mệt lắm Thịnh trải ra một miếng cao su to Xuống đất để có chỗ ngồi Cường thì đã chuẩn bị xong mồi và bia sẵn Nên giờ chỉ cần lấy ra để xuống là xong Cả ba cùng nhau ngồi xếp bằng Bắt cái nồi mini lên để nấu lẩu Sơn nào hải vị thì ở đây không có Nhưng mà chuột đồng Ếch cá lóc Thì bao la đầy dãy Ở cái miền quê này đất rộng người thưa bù lại được cái cảnh vật đẹp và đặc sản phong phú. Vừa nhâm nhi ly, ly bia chén rượu, vừa nhai ít con khô cá đuối trong miệng thì sướng còn gì bằng. Đúng là thiên thời địa lợi nhân hòa mà. Dô! Cả ba cùng nhau cụm ly rồi ực một cái hết sạch. Khá lên một tiếng đầy sảng khoái. Thằng Thịnh bất chợt bỗ tay vào đùi kêu lên đét. Mắt nó trợn ngược trong trắng lên. Môi rạch ngược lên nói sướng quá. Nhìn điệu bộ như phê thuốc của nó. Đạp và Cường cười lên sang sảng. Thằng này đúng là cây hài của nhóm Không có nó chắc sở thú sẽ buồn mất thôi À Mà suốt hai năm nay tao không có về Quê mình có gì mới không tụi bây Ờ mới thì cũng có đấy Thằng Thịnh nó mới me con gái bà Bảy nè Con gái bà Bảy ấy Bé giàu ấy hả Úi rồi thằng này gu mặn dữ bây Ê mày nói tao gu mặn là sao thằng kia Thì nhắc tới con giàu trong xóm này Ai mà chẳng biết Úi rồi con gái gì đâu mà mới 15-16 tuổi Nặng gần 70kg rồi Tưởng nó như con trâu nước vậy đấy Còn mày thì nhìn xem Như con cá khô, cá sắc ấy Ăn mặn vậy con Ê, mày không về quê bao lâu rồi? Hai năm Mày cũng biết 2 năm rồi mày không về Có biết bao nhiêu điều thay đổi Và bé giàu của tao cũng như vậy Giờ ẻ 17 tuổi rồi Dậy thì xong nhìn ngon cơm lắm Ngon cơm là sao mày? Bộ nó hết mập rồi à? Ờ thì cũng còn mập chút xíu thôi Hơi ú à Người ta còn có 60 ký thôi Nhìn cân đối lắm Ui dồi, bữa nào ta phải tìm cách để gặp lại con giàu mới được Coi nó giờ sinh cữ nào Mà lại làm u mê được thằng bạn của tao Mày mà gặp ẻm ấy Chảy nước miếng dòng ròng ra luôn đấy Vậy he Ta cũng muốn thử chứng kiến dung nhan nó thế nào đây Nghe mày kể cũng hơi cứng cứng rồi đấy Cứng gì vậy À cứng họng Cường nãy giờ nghe thằng bạn đùa giỡn Nhưng mà không nhập cuộc Chỉ lặng lặng uống bia một mình ủa cường sao nãy giờ không nói gì hết vậy thì tự nhiên tao thấy buồn thôi sao buồn mày tao nhớ lúc trước quá lúc mày chưa đi thành phố ấy tụi mình nhậu tới bốn người lận nghe cường nhắc đã có thoáng ngẩn ngơ hồi tưởng lại một lúc rồi à lên à đúng rồi trước kia lúc tao chưa đi ba đứa mình thường hay qua rủ chú năm què cuối xóm nhậu chung mày nói tao mới nhớ Ừ, nhậu chung với chú Năm, công nhận vui thiệt đấy. Ngồi nghe ổng nói chuyện phiếm, cười từ đầu đến cuối. Tao thì tao còn nhớ hồi năm lớp 4 ba đứa mình còn hay lén qua sân nhà chú Năm trộm xoài nữa, bị ổng bắt tại trận đấy. Mấy lần rồi, sợ muốn tuột cái quần luôn. Ừ, hồi còn nhỏ tao cũng sợ chú Năm lắm đấy. Tại thấy ổng có một chân để đi cà thọt, nhìn kiki, với gương mặt cũng dữ nữa. Ba mẹ tao hay lấy ổng ra để hù dọa tao mỗi khi tao lì ấy. Nhưng mà chẳng phải sau này lớn lên, tụi mình đánh điều qua nhà chú, rủ chú Năm nhậu chung. Lần đầu thì hơi sợ, nhưng thêm lần nữa thì mới biết được chú Năm, ổng vui tính dữ. Giết rồi tụi mình khoái ổng luôn. Hài, tự nhiên giờ ba anh em mình ngồi nhậu, tao nhớ ổng quá. Sao mà lại nhớ vậy? Sao không lại nhà rủ chú Năm lại đây nhậu cùng? Rủ sao được nữa? Sao lại không? bộ ẩm dọn nhà đi rồi à? Không, chú Năm mất rồi mày. Hả? Sao chú Năm mất? À, ông bị thằng con, ông cám bộ xã đụng chết Trong lúc đang đi mua gạo Ở ngoài cái bụi cây tầm vong đầu xóm kia kìa Thế rồi Cường từ từ Kể lại nguyên nhân gây ra cái chết của chú Năm Quẻ Nhưng trước tiên Nên nhắc về cuộc đời của ông ta một chút Chú Năm tên thật thì hầu như láng giềng không ai biết được vì không phải dân ở đây. Chú Năm quê gốc ở Đồng Tháp nhưng lặn lội một mình vào kiên giang mưu sinh. Lúc mới tới đây, chú Năm theo một người thầu công trình làm nghề thợ xây. Thường hay đi đây đi đó để dựng nhà khi được nhà thầu gọi tới. Ông để dành một ít tiền khi vấp phả làm việc suốt nhiều năm. May mắn được bà con tận tình giúp đỡ nên khai hoang được một mảnh đất ở cuối xóm và dựng nhà luôn ở đó. Chú Năm sinh sống ở xóm Vàm Đông thêm 5 năm nữa thì bắt đầu cưới vợ Vợ của ông cũng không phải là dân ở đây Mà là cả hai vô tình quen nhau Khi chú đi làm xa thầu công trình Thương nhau nên đến luôn Sau khi cưới vợ được vài tháng Thì vợ chú mang bầu Chú năm cật lực hơn gấp nhiều lần Để dáng kiếm thêm được nhiều tiền Mà lo cho đứa con đầu lòng sắp được sinh ra Và rồi đứa con gái ấy cũng chào đời Sau 9 tháng 10 ngày Chú vui mừng ôm lấy đứa con vào lòng không xiết Tưởng chừng như hạnh phúc giản đơn Của người đàn ông khăm cổ ấy sẽ kéo dài Nhưng không Chỉ một tháng sau khi đứa con đầu lòng được sinh ra Trên đoạn đường khuya đi làm về Chú không may gặp tai nạn giao thông Cả tài xế xe tải đi chiều đối diện ngủ gật Nên mất tay lái đâm trực diện vào xe máy của chú Cuốn luôn cả cơ thể của ông vào dưới gầm xe Dù may mắn thoát chết Nhưng phần chân phải của ông đã bị bánh xe chèn lên nát bét Không cứu được nữa Bác sĩ bắt buộc phải cưa đi Kể từ đó chú năm hoàn toàn mất đi khả năng lao động mọi việc lớn nhỏ trong gia đình đều do vợ chú gánh vác nhưng tiếc thay người đàn bà ấy không thể cam chịu được hoạn nạn cùng với chồng của mình nên đã lén ẵm đưa bé con gái bỏ đi nơi khác bỏ ông lại một mình sống cô độc rồi thời gian dần trôi qua thấm thoát cái đã 18 năm trường chú năm vẫn sống lẻ loi ở căn nhà đã có dấu hiệu mục nát ấy cùng tình cảm của bà con lối xóm dành cho mình tuy không lao động được nữa Nhưng chú Năm vẫn không để bản thân trở nên vô dụng Ông ươm ấp được một vườn rau xanh ở trong sân nhà Và một cây xoài tượng ngon lành trước cửa rào Chú Năm thường hay đem xoài và rau ra chợ bán để kiếm tiền ăn qua ngày Tuy ít nhưng đối với ông là quá đủ rồi Cũng nhờ cây xoài ấy và đám thằng Đạt đã quen được với ông Sau này trong một lần lén hái trộm Tuy chú Năm biết nhưng không hề mắng chửi đám tụi nó Ngược lại cứ thấy cái chân cụt của ông là tụi nó đã sợ hoảng lên dù ông chả làm gì cả và nguyên nhân cái chết của chú năm cũng được cường kể lại rành mạch hôm đó buổi chiều của 6 tháng trước thời gian khoảng tầm 5 giờ hơn nhà hết gạo nên chú năm cà nhắc lặn lội ra lộ mua trên đường đi bà con thấy ông di chuyển khó nhọc nên định đi mua giúp nhưng ông từ chối vì sợ phiền hà để tự bản thân mình đi khi đang đến đoạn có bụi tầm bông thì một tiếng bô xe máy bất thình lình nổ lên dùm trời làm chú năm dập mình đến mất thăng bằng ngã xuống đất một chiếc xe máy từ hướng lộ chính phóng nhanh rẽ vào đường con xóm tông mạnh vào cơ thể gầy gò của ông đang nằm dưới đất cú tông với tốc độ 70 mươi cây số một giờ đã cướp đi sinh mạng của chú năm ngay lúc đó ôi trời ơi sao tội nghiệp chú năm thế sau đó thì sao nữa mày ừ sau đó thì thằng nhóc tông chú năm chết bị bắt đi cải tạo mấy năm Do lúc đó nó gây tai nạn mới có 16 tuổi thôi Lại còn đang trong tình trạng say xỉn nữa Nên xử nhẹ Còn riêng về phần ông cha làm cán bộ xã Có biết luật mà vẫn ung dung cho con trai mình chạy xe máy khi không đủ tuổi Gây tai nạn chết người Nên ông ấy bị cắt chức và ra khỏi ngành vĩnh viễn Phải vậy mới được chứ Nhưng mà chuyện này nó rất là lạ Xảy ra sau cái chết của chú Năm nữa Chuyện gì? Sau khi bên pháp y người ta giám định xong ấy Thì kêu thân nhân lên nhận xác về Nhưng mà chú Năm đâu còn ai thân thích đâu Vợ con ổng thì bỏ xứ Đi mười mấy hai chục năm rồi Tìm đâu được Nên bà con mình mới lên bệnh viện nhận xác chú về Nhưng mà có một điều rất lạ Khi mọi người mang chú đi khâm liệm ấy Thì cắm mắt của ổng cứ mở trừng trừng lên Ai thấy cũng sợ Có vài người gan dạ Nên thử vút mặt ổng vài lần Nhưng không hiểu sao Vẫn cứ không nhắm là không nhắm được Gây vậy mày rồi kết quả sao thì vẫn phải đem đi chôn chứ sao chôn cái mảnh đất kế vách nhà ông ấy mà tại sao chú năm lại không nhắm mắt được vậy tao không rõ nhưng nghe mấy người lớn tuổi nói ấy là chú năm bị tai nạn bất chợt nên mà chức tức tuổi hoặc có chuyện gì đó lúc còn sống ấy, chưa kịp làm mà đã chết rồi nên oan uất không có chịu yên lòng mà ra đi Hài. Chú Năm chết vậy rồi Có hiện về nhát cho ai thấy không Cái đó thì không Từ lúc chôn tới giờ ấy, Không qua trong xóm nghe tiếng khóc than Hay bị ổng nhát gì hết Kể cả mấy cái người hay cắm câu đêm về khuya Đi ngang nhà ổng nữa Vậy là chú Năm chết rồi Mà vẫn còn hiền lành quá nhở Như lúc còn sống ấy Thì cũng mừng hay mày Chứ trong mấy cái chuyện mà tao thường nghe ấy, Là họ sẽ về nhát bà con Rồi còn bắt hồn đi nữa Ghê lắm cơ Ừ, ờ, thế thôi bỏ qua đi Rô này Sau khi chén mày chén tao cùng nhau Hàn huyên về những chuyện trong cuộc sống Thì thời gian trôi đi rất nhanh Không ai để ý nữa Tới khi mặt trời dần lặn sâu xuống dưới bờ đê con sông Màn đêm buông lơi hiện lên Trước mắt cái đã gần 7 giờ tối rồi Cứ mặt đứa nào cũng đều đỏ bừng lên vì say Cường định khui thêm mấy chai bia trong tùng thứ ba ra Thì đặt ngăn lại Giọng ngầy nhuộm Thôi Tao hết vốn nổi rồi Hả? À, còn dư mấy chai nè Bỏ uổng lắm à, Tao hết nổi rồi Đạt nấc lên vài tiếng Gương mặt lơ mơ đi Thì hình như cũng đã say rồi Nên nằm bẹp dưới đất ngủ ngon lành Cường nhìn mấy chai bia còn giang dở thì tiếc Còn mấy chai để uổng quá à. Đạt nhìn vào mấy cái chai bia trên tay Cường Rồi cười cười Ê không mấy giờ Tụi mình đem qua nhà chú Năm cho ổng uống phụ đi Cường cho mày Giọng mè nhau Ờ ổng chết rồi Sao mà uống Thì cứ đổ đại dưới đất Gần cái mộ là được rồi Giống như tụi mình nhậu vẫn hay cúng ông địa ấy Ờ he Ý hay Bây giờ tụi mình đi đi Khỏa khoan Phụ tao khiêng thằng Thịnh theo với Nó kéo rồi Hả Ờ ừ. Thế là Đạt và Cường xách nách thằng Thịnh đi theo mình tới nhà ông Năm Què. Tuy có xe nhưng mà giờ ai cũng đều say cả nên không dám chạy. Đành bỏ xe lại, chút nữa sẽ quay lại lấy. Hai thằng cũng chẳng có tỉnh táo nên cứ đi đứng rất siêu vẹo. Tầm chục bước chân lại bắt ếch một lần đến nỗi quần áo dính đầy đất bụi. Đi tầm 10 phút thì cả ba đã đến trước cửa rào của nhà ông Năm Què. Nhìn chính diện là một ngôi nhà cũ đã bị mục rồi. Lệch sang phải chừng bốn thước là mảnh đất trống lúc trước để chú Năm trồng rau Và giờ được bà con lấp lại để xây mộ cho ông Trước mắt vẫn là cây xoài tượng Cao chừng 5 mét chứa đầy kỷ niệm Đạt cười hớ Ê cây xoài này tụi bay Ờ để tao lao lên 20 trái làm mồi nhậu Ủa có cái hàng rào sao mày vô được Thì đạp vậy nè Vừa dứt lời thằng Cường liền đạp mạnh một cái vào cửa rào có vẻ như nó bị dì xét nên nhũn ra khá mềm không chịu nổi lực mạnh nên liền đổ sụp xuống cường cười lên hề hề thấy chưa giờ bước vô thôi ta và cường cùng nhau đỡ thằng thịnh ngồi dựa lưng vào cái nhà của chú năm què rồi thằng cường sắn tay áo bắt đầu leo lên trên mấy cái nhánh cây lựa trái ngon để bẻ đặt ở dưới nhìn lên chờ bạn quăng xoài xuống thì chụp lại khoảng hai phút sau thì cường nói vọng xuống ê trái này bự lắm nè chụp cho kỹ nhanh mày ờ cứ quăng đi tao chụp được cường tay vặn cái cuống cho dễ hái bẻ xong từ cường nhắm chỗ vị trí của đạt mà quăng xuống trái xoài rơi xuống chỗ đạt cậu đang đưa tay ra hứng thì bất tình lình tụt tay lại ôm người co do trái xoài không được chụp nên rơi xuống đất nứt ra một mảng Cường trên cây mà nhắn nó mày chụp kiểu gì đấy đạt bể hết rồi còn đâu tự 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 nhiên tao thấy ớn lạnh quá Hình như mới có gió thổi ngang qua tao Hay sao ấy Đâu ra gió Tao trên cây có gió là mấy cái lá cây nó run lên rồi Nãy giờ vẫn im re nè Có thấy cái gì đâu Nhưng nhưng mà rõ ràng Thôi để tao hái thêm trái nữa Cường cái mặt lên trên Mà tiếp tục hái xoài Dưới đất đạp vẫn ôm người co do Vì cảm giác ớn lạnh vẫn còn Rõ ràng lúc nãy khi cậu đang chụp quả xoài Thì hợp nhiên sống lưng lại bị dép buốt lên Như bị đông đá Đạt nước mắt ngó nghiêng nhìn xung quanh Nhưng khung cảnh vẫn không có gì thay đổi Ngoài tiếng ngáy của thằng Thịnh Bất chợt Đạt vô tình nhìn ra ngoài chỗ mộ của chú Năm Ánh nhìn của cậu hình như vừa thấy một cái bóng Mới lướt qua rất nhanh Đạt dụi mắt nhìn lại một lần nữa Thì hình bóng ấy đã biến mất Cậu thở vào nghĩ rằng mình hoa mắt Thần hồn át thần tính Nên nhìn nhầm Trên cây cường mới gọi xuống Chụp này cu Rất nữa tao ký đầu mày đấy Thằng Cường cầm trái xoài to tướng quăng xuống dưới Đạp bụng hai tay lại Cố gắng chụp được Lần này không để cho nó rớt nữa Một rồi hai ba trái xoài rơi vào xuống Có lẽ vì trời đã tối Lại thêm phần đạt đã, đã say 70% Nên hoa mắt đoán sai vị trí Trái xoài không rơi ngay tay để sẵn Mà lại rơi trúng đầu của Đạt cái bụng Cậu ôm đầu mà suýt xoa Anh dạ Đột nhiên có một tiếng cười ở bên trên cành cây vọng xuống, cường, tao bị đau, bộ mày vui lắm hay sao mà cười? mày khùng à? tao có cười gì đâu? ở đây có ba thằng tao mày với thằng tịnh, mà thằng tịnh nó ngủ rồi, sao cười được? không lẽ tao tự cười? u là trời, nhưng mà nói thật, tao có cười thiệt đâu? ơ ờ, thằng này lạ, thế ai cười? tao Một giọng nói âm vang phát ra lanh lảnh Như gần kế bên Đạt Nó nuốt nước bọt rồi xoay lưng lại về sau Đập vào mắt nó Là một cảnh tượng đầy quỷ dị Có một thân ảnh trong suốt Xuất hiện ra từ phía ngôi mộ Của ông Năm Què cách đó vài thước Nó đang nhảy cá tưng bước đến gần chỗ đạt đang đứng Không hiểu tại sao Trời đang tối đen Nên cậu lại có thể nhìn thấy rõ mồm một Cái tướng của cái bóng dáng ấy gầy liêu siêu Chỉ mỗi một bên chân trái Có bên phải thì không thấy đâu cái thân ảnh ấy di chuyển bằng cách nhảy tưng lên rồi đáp xuống Trong khi bàn chân đáp xuống lại không thấy chạm đất mà hỏng lên vài phân Đạt nước nước bọt, mồ hôi tuôn ra như suối ở trên mặt Tái mét hỏi Cường Cường, Cường ơi, hình như tao, tao thấy cái gì kìa Đạt nghe bạn hỏi như vậy thì nhìn xuống mà trả lời Trời tối thui, thấy cái gì mày Hình như có con cương thi Nó đang nhảy lại chỗ gần tao nè Điên hả à ba, việt nam làm gì có cưng thi chứ sao tao thấy có cái ông già nào từ phía mộ đang nhảy cà tưng cà tưng lại chỗ mình cái kia kìa cường nghe đạt nói thì tỏ vẻ khó hiểu đưa mắt nhìn về phía cái ngôi mộ của ông năm đen thui tới cái gì đâu ba lúc này đạt đã chẳng còn tâm trí để đáp lại lời cường tim cậu đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bởi vì bây giờ cái bóng dáng cà tưng ấy đã nhảy đến đứng kế bên chỗ thằng thịnh đang tựa lưng nằm ngủ cái dáng người ấy không ai khác mà chính là của chú Năm Quẻ Ông ấy đứng bằng duy nhất một cái chân trái Chân phải chỉ còn một cái cù lằn Cao đến tận đầu gối Đang nhai nụ cười để lộ mấy hàm răng lưa tưa bên trong Và nhìn cậu chăm chăm Đạt cứng họng run như cây giấy Khi chứng kiến hình ảnh ấy Cậu la lên rồi cố dồn hết sức bình sinh Chạy thục mạng ra khỏi chỗ này Cậu trên cây tự nhiên nghe thấy bạn mình hét lên Nên cũng nhìn xuống Thế Đạt đang chạy như bay Thì kêu với theo Ê sao tự nhiên mày chạy về vậy Hà Đạt Men say trong người đàn lúc này dường như bị dọa cho tiêu tan hết rồi Cậu chạy nhanh như một cơn gió trên con đường xóm không biết sợ là gì Đạt cứ co giò mà chạy như chó chết không dám ngoái đầu lại nhìn sau lưng Vừa tới trước cửa rào cậu đã la lói lên ôm sòm Ông bà ba nghe kêu thì tức tốc đi ra mở cửa rào Chưa kịp hỏi gì thì Đạt đã đâm đầu chạy thẳng trong buồng Vào phòng bố mẹ mình đắp mền kín người run rẩy lên Thấy con trai biểu hiện lạ thường nên ông ba mới hỏi này mày sao thế Đạt Nhậu xong sao ai đứa kia không trở mày về Và lại đi bộ thế Đạt trong mình vẫn run lên mật mật Không trả lời cha Bà ba thì quan tâm hỏi Có bị sao trong người không hả à, con Nói má nghe Chắc tụi nó nhậu xong Rồi đánh lộn đánh lạo chứ gì Thôi để thằng Đạt nó nằm nghỉ đi Mai có gì hỏi sau Tuy lo lắng cho con nhưng nghe chồng nói như thế Thì bà ba cũng đành lầm lũi đi ra ngoài Hướng chiếc giường lại cho con trai nằm nghỉ Đạt tí quá sợ Nên cứ co người trong mình Mà không dám ló đầu ra ngoài Cậu thức trắng cả đêm Vì tâm trí cứ bị hình ảnh ma mị của ông Năm Què Nhìn mình cười Làm cho ám ảnh trong đầu <laughs> Tiếng gà gáy vang vọng xung quanh hai vách nhà Báo hiệu bình minh đã lên Đạt tí hí mắt ló đầu ra khỏi mình Nhìn thử thì thấy trời đã sáng Cậu thở vào nhẹ nhõm Tâm lý vơi đi được ít nhiều nỗi sợ Từ ngoài nhà trước Ông bà ba bước vào với một tô cháo nóng hổi trên tay Ăn sáng đi này con Nhìn tô cháo thơm phức Bụng của Đạt sôi lên sùng sục Thức cả đêm nên cậu thấy đói lả rồi Múc từng muỗng ăn ngon lành Thấy con trai tình trạng đã ổn hơn tối qua Bà ba cũng yên lòng phần nào Ông ba nói Vậy là nó đỡ rồi đấy Tính đâu bệnh hoạn gì thì còn đưa đi chích thuốc kịp thời Nghe đến trích thuốc Thằng Đạt sặc cháo lên mà ho sù sụ Dạ con không có bệnh gì đâu Cha đừng có mở đưa đi trích nhá Chứ sao tối qua mày kỳ vậy Dạ tự nhiên con thấy lạnh Nên vô đắp mền vậy thôi Không có cái gì đâu ba Thiệt vậy không Hay tối qua mày với hai thằng kia nhậu xong rồi đánh lộn Dạ không có mà Con đang cặn hỏi đứa con trai Thì từ ngoài hàng rào cửa Tiếng kèn xe máy vang lên tin tin Cảm theo đó là giọng của thằng Cường gọi vào trong Đạt ơi À thằng Cường kia rồi Để ta ra hỏi nó Ông út bèn đi ra ngoài cửa rào Đi hỏi Cường và thịnh Về cái việc xảy ra khi tối Rồi thuật lại hành động bất thường của con trai khi về nhà Cường ngớ người đáp Dạ tối qua tụi con đâu có đánh độn gì đâu Ủa Vậy sao thằng Đạt nó làm gì kỳ cục vậy Dạ con không có biết đâu tối qua thằng Đạt tự nhiên nó chạy về trước Con gọi theo mà nó không nghe Làm có phải một mình đỡ thằng Tịnh về Bệt muốn chết đi à Không tin chú hỏi nó mà xem Dạ đúng rồi đấy Chuyện là Mà ủa Tối qua hình như tao ngủ mà có biết gì đâu Ừ he tao quên mất Ông ba gật đầu yên tâm Xem ra không phải đánh lộn thì cũng đỡ rồi Chứ nhìn cái tướng đô con của thằng Cường và đánh thằng Đạt thì thứ gì mà chịu nổi Ông ba mở cửa cho tụi nó dắt xe vào trong sân Rồi đi vào buồng mà thăm Đạt Cô, mày có sao không? Ờ, không, tao bình thường à. Tự nhiên tối qua đang... Đạt đá mắt rồi xì lên một tiếng ra dấu cho Cường đừng nói nữa. Đợi cha mẹ nó đi ra trước rồi mới thỏ thẻ. Mày đừng có nói gì cho cha mẹ tao biết. Ờ, à, nhưng mà sao vậy? Thôi, chuyện này ba đứa mình biết được rồi. Ủa, mà biết cái gì? Tối qua sao tự nhiên mày la làng lên rồi chạy đi vậy? cả mắt láo liên xung quanh như sợ thứ gì đó đang nghe lén cậu thì thầm vào tai hai đứa tối qua ấy tao thấy hồn ma chú năm què nghe nhắc đến chú năm què cường và tích bất ngờ nhưng cũng có chút hoài nghi ý mày là sao thì à, tối qua mày nhớ cái khúc mà tao đỡ hụt trái xoài rồi bị rớt vô đầu không có rồi sau đó tao hỏi mày bộ mày thấy tao đau vui lắm hay sao mà cười lúc đó mày trả lời sao thì tao nói là tao không có cười Lúc đó thật sự mày có cười không? Không, thật mà Đó Vậy mà tao lại nghe được tiếng cười Rồi tao nói tiếp Tao không có cười Mày với thằng Tĩnh không cười Thì ai cười? Tự nhiên có một giọng nói Nghe nó ghê lắm Nó trở lấy tao Ở hướng sau lưng ấy Tao quay lại thì thấy Từ phía cái ngôi mộ Có một ông già Đang nhảy cả tưng lại gần tao Tao mới nói với bọn mày Là gặp cưng thi đấy Nghe câu chuyện đạt kể Cầm ở tịnh chăm chú nhưng bị cuốn vào Đứa nào cũng đang chờ cho đạt kể tiếp Cái rồi lúc mày trả lời ấy, Việt Nam làm gì có cương thi Thì lúc này ta không nói chuyện được nữa Bởi vì cái lúc đó thì ông già cả tưng Đã nhảy đến đối diện tao rồi Ông đứng sát bên chỗ thằng Thịnh Đang nằm giữa lưng ấy. Mà lại gần như vậy thì ta mới nhìn rõ Đó là ông năm què Do bị cụt mất cái chân phải Còn mỗi cái cù lặn nên tao nhận ra Chú năm quẻ ông nhìn tao rồi nhai cái hàm răng cười hề hề Úi dồi ôi Tao muốn xỉu ngang luôn đấy Mẹ Kể lại tao còn sờn ra gà đây này Nghe thằng Đạt kể lại câu chuyện tối qua Cầm và Thịnh nuốt nước bọt Da gà nổi lên từng mảng Có chút giận người Ủa Mà sao người dân xóm mình Từ lúc chú Năm mất thế Không ai thấy Mà mày mới về Thì lại thấy được Tao làm sao tao biết được Cầm và Thịnh ở lại nhà ông bà ba chơi với Đạt đến chiều thì mới về Tụi nó mới ở lại ngủ chung với Đạt để cho thằng bạn đỡ sợ, nhưng lại mắc công chuyện đột xuất nên đành đi về trước. Hẹn sáng mai sẽ tới. Đạt trong đây thì vẫn không dám bước ra khỏi phòng. Ông bà ba tưởng cậu con chưa khỏe lại nên dọn mùng mền ra nhà trước ngủ, nhưng lại phòng ông bà cho đạt. Tiếng ếch nhái bắt đầu kêu lên râm gian Trời hiện tại đã tối mịt. Ông bà ba đã ngủ say ngoài nhà trước, còn trong buồng, đạt cũng đã vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Dù trong lòng cậu vẫn còn rất sợ. Nhưng không hiểu sao Đứa mắt lại cứ liên tục sụp xuống Không khống chế được Đạt đắp lên người trước mình Rồi ngủ một giấc thật ngon Đang đắm chìm trong sự êm đềm đó Thì đột nhiên có vài tiếng động băng lên bình bịch Phát ra từ ngoài cửa trước Đạt vẫn nhắm mắt ngủ không để ý tới Đừng rồi những âm thanh như có ai đó Đang trọi đá vào cánh cửa Cứ liên tục kêu lên Làm cậu cực kỳ khó chịu Đạt mở mắt ra kêu cha mẹ Nhưng không ai đáp lại Cậu đành lầm lũi bước xuống giường Mang đôi dép rồi lê chân ra ngoài kiểm tra Đi ngang qua chiếc giường của mình Ở nhà trước Thì thấy ông bà ba đang nằm ngủ rất say Cậu đang muốn đánh thức ông bà dậy Thấy những tiếng trọi đá và cánh cửa Vẫn không dừng lại mà càng lúc càng mạnh hơn Đã bắt đầu cảm thấy tức giận Vì đêm hôm rồi lại có người qua nhà mình Để phá giấc ngủ Cậu nhìn xuống cha mẹ Thì vẫn thấy ông bà đang nằm ngủ im Nhưng không có chuyện gì đã rón rén đi lại gần cửa Rồi mở cánh cửa ra Như muốn bắt tại trận cái kẻ đang trọi đá vào nhà mình Nhưng mà không có thấy ai cả Phía ngoài vẫn là một màn đêm đen kịt Trên trời chỉ có vài ngôi sao đang lấp lánh Chứ làm gì có ai Đạt lắc đầu khó hiểu Định đóng cửa lại Thì bất chợt dưới chân bị thứ gì đó lăn đến chạm vào Cậu giật mình và nhảy cẫng lên hú hồn Rồi nhìn xuống dưới Thì thấy một quả xoài tượng đang lăn lóc dưới đất đặt nhặt trái xoài lên ngạc nhiên Ơ Sao tự nhiên lại có xoài ở đây Rồi đang lam man chưa hiểu chuyện gì Thì bất tình lình Có một trái xoài nữa xuất hiện ở ngoài cửa rào Toàn thân nó sáng lên lấp lánh Đạt thấy sự lạ nên tò mò mở cửa rào đi ra ngoài đường Lượm trái xoài ấy lên Nó thẳng tốt nhưng không tin được Rồi tiếp tục Những trái xoài phát sáng khác lại xuất hiện Màu xanh, đỏ, tím, vàng Trải dài khắp đường đi Đạt thiếu kỳ nên thử bước theo hướng như trái xoài ấy Như muốn dẫn đường cho cậu vậy Đạt cứ bước từng bước như vậy trong đêm Đã đi ngang qua nhà của rất nhiều hàng xóm tân quen rồi Nhưng trái xoài dẫn đường cho cậu cũng dần ít đi Tậm chí Đạt mơ hồ Khi quả cuối cùng chợt biến mất Cậu nhìn ngang xung quanh Thì nhận ra bản thân đang đứng trước cửa rào Của một ngôi nhà trông cân quen Là một cây xoài tượng bên trong bụi hàng rào Dưới gốc cây đó Có một ông già tay cầm len đang đứng vào một chân đào mới cái gì đấy Đạt tắp mắt nên hỏi Chú ơi chú đang đào cái gì vậy Người đó không đáp lại lời cậu Tay vẫn luân phiên đào dưới gốc cây xoài Không ngừng nghỉ Đạt nhìn ông ấy giữ thăm bằng Chỉ có một chân làm việc trông rất khó khăn Nên khi vào giúp đỡ Vừa lại gần định mở lời Thì người đó đã lên tiếng trước rồi Giọng rất khàn Đứng đó, đứng đó đi Ông nói của ông ấy như chứa đầy quyền lực Đôi chân đạt tự động trở nên cứng ngắc Không nhúc nhích được gì Dù cố gắng hết sức thì cũng không suy si nhê Đạt tờ hồn hển vì mệt Đành chống gối quan sát người đó làm việc Ông ấy đào dưới gốc cây chừng 20 phút thì dừng lại Đến khi hiện ra một cái lỗ đất sâu hắm Ông mừng rỡ quăng cái len sang một bên Quỳ xuống đất mà bươi móc một lúc Rồi lấy lên một cái hộp bằng sắt hình vuông Kích cỡ nhỏ đạt chăm chú nhìn vào cái món đồ ấy ra vẻ đầy tò mò ông ta vùi cho sạch cái hộp rồi đi vào trong nhà chân của đạt bất nhiên cũng nhẹ hẫng lên hiện đã có thể cử động lại được rồi cậu hớn ở bước theo sau ông ấy để vào bên trong nhà ông ta ngồi lên chiếc ghế cũ kỹ ở trong bộ bàn ghế được đặt ở giữa nhà đạt kéo ghế ngồi đối diện rồi hỏi ủa cái đó là cái gì vậy chú ông ấy khẽ nở một nụ cười tay chậm rãi mở chiếc cục sắt lấy ra một chiếc lắc tay một chiếc lắc chân bằng vàng loại dành cho trẻ sơ sinh khoe mắt ứa lệ cái này là tao mua cho con gái nhỏ của tao vậy con gái nhỏ của chú đâu mẹ nó ậm nó bỏ tao đi từ lúc nó một tháng tuổi rồi thế tại sao bác cái lại bỏ đi là do tao bị tai nạn phải cưa đi chân phải bà không có chịu được cực khổ nên ấm con táo qua tỉnh khác rồi Rồi lấy chồng mới Đây là món quà mà ta đã mua cho con gái Trong lúc đi làm về Còn chưa kịp tặng nữa Thì đã gặp tai nạn Nghe ông ấy tâm sự về món quà của mình dành cho con gái Đạp mùi lòng thương hại cho người đàn ông tật nguyền ấy Câu hỏi với giọng nồng cảm Chú, thế chú có thông tin gì về nơi ở hiện tại của con gái không? Tao biết Nhưng mà tao không nói ra được cũng không thể tự tay trao lại món quà này cho nó được Tại sao vậy? Nhiều chuyện phức tạp Giờ tao không còn khả năng tự đi tìm nó được Nên mới phải chờ mày tới tận bây giờ Chờ con để làm gì? Ở cái xóm này không ai giúp được tao hết cả Chỉ có hai người hợp mạng thôi Là bà Tư và mày thôi Đạt Nhưng mà tao không muốn mắc nợ cái loại người tham phú phá hoại ra can người khác nên chỉ biết nhờ mày thôi giúp tao được cái món này lại cho con gái mày giúp được tao mang ơn mày nhiều lắm sao chú lại biết tin con mà chú còn nói cái gì mà không ai giúp được rồi con hợp mạng là sao con không hiểu cái gì hết trơn lát nữa mày sẽ tự động hiểu thôi làm ơn giúp tao nha đạt giúp chú đi con chưa để đạt kịp trả lời Ông ấy đứng phát dậy khỏi chiếc ghế Khó khăn mà quỳ thụp xuống đất van lệ cậu Đạt vội ngăn cản Kìa chú, chú đừng có làm như vậy Con tội chết Giúp chú, Đạt Giúp chú đi con Đạt đắn đo Không thể để bậc cha chú của mình quỳ dưới chân mình như vậy được Nên đành đồng ý Dạ tôi được rồi, để con sẽ giúp chú Nghe Đạt chấp nhận lời tình cầu của mình Ông ấy cười lên mừng rỡ Nước mắt lấm lem gương mặt đặt đỡ mấy ngồi lên trên ghế rồi hỏi mà con đã biết địa chỉ con gái nhà chú ở đâu đâu con biết tìm ở đâu cái đó thì chú biết nhưng không thể nói trực tiếp với bây được bây chịu khó qua nhà bà tư hỏi bà nghe tuy hơi khó nhưng mà bà mới nói được bà tư bán dưa muối nhà chỗ gần bờ kè ấy à có phải ngoài đê ruộng không đúng rồi vợ con tao ở chỗ nào bà biết đấy chịu khó hỏi bà giúp chú dạ vậy thôi chú năm đi nghe con dạ chú năm đi ngay khi vừa nói ra câu đó đàn liền sượng lại cái tên chú năm sao mà nghe quen quá mà giờ lại không thể nhận ra được cái hình ảnh người đàn ông một chân nhảy cá tưng nhìn cậu nhỏ miệng cười lại thì hình hiện lên trong trí nhớ thằng đàn lúc này chân bắt đầu rung bầm bật một dòng câu hỏi liền chạy ngang qua trong đầu không phải đó là chú năm què sao Ông đã mất mấy tháng trước rồi cơ mà Sau nãy giờ cả hai trò chuyện rất lâu Và nó lại không tài nào nhớ ra được Đôi mắt đạt trồ lên một tia sợ hãi Nhìn qua ông ta Chú năm quẻ quay lại nhai răng Nở một nụ cười ma quái Tiếng hét của Đạt như muốn xé tan căn nhà nhỏ Con gà trống đang nằm ngủ ngoài sân Nghe nó la thì dập mình vào tưởng trời sáng Vội bay lên trên cây gáy vang Từ nhà trước Ông bà ba lật đật mà chạy vào phòng Xem con trai xảy ra cái chuyện gì Đạt thất thần ngồi bật dậy trên giường và thở như một đứt thời Đạt con bị làm sao mà la lên dữ vậy Bà ba ngồi kế bên hỏi han con trai Đạt tay xoa xoa lên mặt cho lấy lại bình tĩnh Còn ông út thì hỏi Mày có bị làm sao thì nói ra cho ba mẹ biết Đừng có giấu giếm gì Nghe ba nói như thế Đạt định kể lại cho ông nghe Nhưng mà không hiểu sao cứ định mở lời Là lại cứng họng nhức nhối hết cả quay hàm Cậu đành giấu đi luôn con thấy áp mộng tôi cha, ừ chắc hôm bữa bên nhậu xỉn rồi giờ nó còn giữ âm đấy, hạn chế đi nhá. Dạ, thưa cha. Còn bà nữa, ngày mai đem con dao lên để đầu giường cho nó nằm. giờ người nó không khỏe đâu nên dễ gặp mộng mị. ông út dặn dò vợ xong thì đi ra ngoài nhà trước. bà ba ở lại chăm sóc cho con trai một chút nữa rồi cũng đi làm công chuyện nhà. đặt nhìn trời mập mờ qua cửa sổ thì đoán tầm cũng 4 giờ mấy sáng rồi Đến không ngủ tiếp nữa Đánh thức luôn cho đến khi hoàn toàn sáng hẳn Hơn 8 giờ Tụi thằng Cường cũng qua tới Đạt lần này không đợi tụi nó vào trong nhà Mà chạy ra trước cửa rào để đón Thấy Đạt Cường ngạc nhiên Ủa khỏe rồi hả Ừ tối qua tao mới nằm mơ Thấy cái này ghê lắm này tụi bay Thấy Đạt đang đứng ngoài cổng Mà nói chuyện với tụi bạn Ông bà ba nhìn ra hỏi vọng Sao không nằm nghỉ đi mà đi đâu vậy con Dạ có khỏe xe rồi Cho con xin phép đi uống cà phê với tụi bạn một chút Thấy con trai đã hoạt bắt trở lại Ông bà ba cũng mừng Nên gật đầu đồng ý Đạp mở cửa rào rồi nhảy lên xe cho Cường chở ra quán cà phê Ở đầu lộ Tới nơi yên vị rồi Cường hỏi Rồi mà mày thấy cái gì tối qua vậy Đạt nhấp một ngụm cà phê Lấy lại hơi rồi kể lại chuyện tối hôm qua Thịnh nghe xong thì tò mò hỏi Bà Tư thì liên quan gì Tới chuyện tìm lại con cho ổng Tao cũng không biết đâu Trong giấc mơ chú Năm nói với tao Là cần phải quay hỏi bà Tư thì mới tìm được Bộ lúc nằm mơ Mày không nhớ ra ông Năm à Không, tao không có nhớ gì cả Tao có thể nhớ hết Mà riêng ổng thì chả hiểu sao Tao không nhớ ra được Đầu óc nó cứ mụ mị lân lân hay sao ấy Kỳ lắm Phải đến đoạn cuối cùng ấy Thì tao mới tự nhiên nhớ lại được rồi sợ quá tỉnh dậy luôn Cường nãy giờ trầm ngâm đợi đặt kể xong thì mình nói Vậy chắc là chú Năm Cố tình làm cho vậy Để cho mày không nhớ ra ổng Chứ mày mà biết ổng là ma ngay từ đầu ấy Sao mày dám nói chuyện tới cuối được Tao cũng nghĩ như vậy Mà hai thằng bây có tin vào cái chuyện này không Cường nhìn qua thịnh Cái thằng bạn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng được câu chuyện do đạt kể Nghe hơi phi thực tế Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì từ trước tới giờ Đạt chưa bao giờ nói dối về những chuyện tâm linh để trêu chọc tụi nó. Đứng giữa ranh giới giữa sự ngờ vực, Cường mới tốt ra. Tao có cách rồi. Cách gì? Mày nói mày thấy ổng đào được cái hộp sắt đựng vàng dưới gốc cây xoài đúng không? Mình sẽ tới đó để đào lên, thử xem có thật hay không. Nghe Cường nói hợp lý, thịnh vỗ tay tán thưởng. Ý hay đấy, giờ có đó đào thử luôn. Điên hả à ba, Trời đang sáng trưng Qua đào cho bà con tưởng mình bứng trộm cây xoài Đem đi bán à Họ đánh cho đấy Vậy chứ chừng nào Tối qua cho an toàn Nghe nhắc đến trời tối Đạt có một chút rụt rẻ Thôi đi trời tối Tao ghê lắm Cặp vong hồn chú Năm thì hãi lắm Cũng đúng đấy Chắc mày hợp mạng với chú Năm Nên ổng mới hiện ra cho mày thấy được Còn tao với thằng Thịnh ấy, Trước giờ ở đây có thấy cái gì đâu Thôi tao tính thế này để tụi tao đi được rồi mày ở nhà đi có gì sáng tao qua báo cho biết kế hoạch đã được cường lập ra sẵn tối nay nó và tịnh sẽ sang nhà chú năm què đào gốc cây xoài ra xem thử có cái hộp sắt nào như trong giấc mơ của đạt hay không rồi sau đó mới tính tiếp đến chuyện đi tìm con gái ổng đạt nghe xong thì có chút bâng khuâng nhưng bản thân cũng hy vọng giấc mơ đó là sự báo mộng của chú năm dành cho mình nếu thật sự là như vậy chắc chắn đạt sẽ giúp đỡ hết lòng sau khi bàn bạc xong xuôi Thì cả ba trở nhau về lại nhà của Đạt Ở lại ăn uống chơi cho tới gần 6 giờ chiều Thì mới xin phép ông bà ba về Đạt ở lại ngóng trông từng giờ một Cho mau đến trời tối Để hai thằng bạn qua nhà chú Năm truy dò xem Cái hộp sắt ở dưới gốc cây xoài đó Có thật hay không Rồi trời bắt đầu chuyển từ nhá nhem sang tối hẳn Nhìn đồng hồ thì bây giờ cũng đã gần 9 giờ tối Trong bóng đêm lầm lũi trên con đường xóm nhỏ có hai thân hình trai tráng đang thụt thò lén lút Trên tay cầm hai cái len Đó là Cường và Thịnh Cả hai đang lội bộ đến nhà ông Năm Quẻ Không dám chạy xe Vì sợ gây ra tiếng ồn Thì bà con phát hiện Sau một hồi lầm mò Cả hai chui được vào trong sân trước của căn nhà hoang Cường lên tiếng Giờ tao đào gốc này Mày đào gốc kia nha Thịnh ra dấu ok Hai thằng bắt đầu cắm mũi len xuống đất mà đào bới nhưng vì cái cây xoài tượng này quá lâu năm Nên giờ gốc của nó cũng đã khá cứng cỏi Phải cực nhọc lắm Mới né được mấy cái dễ to tướng Xui xui mà đâm chúng Là cong lanh luôn chứ chẳng đùa Sau hơn 15 phút đào bới Hai thằng sới muốn nát cái gốc cây Mà vẫn chẳng thấy được cái gì Và mấy con run đang bò ngoạn ngoẹo. Thịnh đâm cây lanh xuống đất Dựa tay vào thở hồn hển. <laughs> Sao đào hoài rồi Mà có thấy cái gì hết trơn vậy Cường cũng rút len lên rồi trầm ngâm Sao lạ thế nhở Không lẽ thằng Đạt no thần hồn nát thần tính Nên nằm mơ thấy bậy thế bạ Ừ ta cũng nghĩ như vậy đấy Chứ tụi mình sớm muốn banh cái gốc cây này rồi Có thấy cái gì đâu Thôi về đi mày ơi Cường đắn đo một lúc Rồi định cùng thằng Thịnh đi về Vì có tìm thấy cái gì đâu Nhưng chỉ vừa quay mặt ra hướng đường Thì bất chợt sau lưng vang lên một tiếng Bịch rất to Hai thằng quay quát lại thì thấy có một trái xoài tượng rất to nằm lăn lóc ngay cái lõm mà cường đang đào khi nãy nó đi lại chặt trái xoài lên rồi kiểm tra một lúc xong nhìn lên trên nhánh cây rồi lại nhìn sang hướng cái ngôi mộ của ông năm què suy diễn nói với Thịnh rằng tao thấy đào tiếp đi lần này đào sâu hơn một tí ờ thôi đừng có hỏi nữa đào đi tuy có hơi thắc mắc nhưng thấy cường đang tiếp tục đào thì thịnh cũng bắt đầu đào theo cả hai hì hục thêm khoảng 15 phút nữa, cái gốc cây giờ đã bị sới sâu lắm. đột nhiên cây len trong tay cường kêu lên cái bụp, giống như vừa va chạm vào vật gì đó bằng kim loại bên dưới. nó mừng rỡ kêu thịnh dừng tay, rồi đưa tay xuống dưới mà bươi móc một lúc. vài chục giây sau luôn lên một cái hộp xính đầy bùn đất. cường lấy vạt áo lau chùi cho cái vật ấy, khi đã sạch sẽ rồi, thì hai thằng trợn mắt lên mà đầy ngạc nhiên. quả thật dưới gốc cây là một cái hộp sắt tịnh nhỏ nói Ê mở ra từ coi có vàng thiệt không Cường ngật đầu Tay từ từ mở cướp sắt ra Nhưng có lẽ Nó nằm dưới đất lâu quá rồi Nên đã bị xình dính đông cứng chặt ngay cái nắp Phải lấy cây nại lên Cực khổ lắm mới mở ra được Hai thằng cùng nhau Nhìn vào bên trong chiếc hộp Tròn xoay mắt ra khi thấy cái vật bên trong ấy Cường thò tay vào trong Lấy ra một cái cục vải nâu Đang cuốn quanh Bắt đầu tháo ra tiếp thì thấy thêm một cái hộp bằng nhựa màu đỏ hình tròn thịnh và cường chăm chú nhìn vào đó không rời Giấy vút cường mở cái hộp đỏ ra thì ngay lập tức đập vào mắt hai thằng là một điều rất bất ngờ vàng là cái đắp vàng kia bên trong chiếc hộp đỏ là một cái lắc tay chân bằng vàng kích thước nhỏ dành cho trẻ sơ sinh vậy là sức mơ thằng đạt nó có thật Tiếng gà gáy vang lên ngay khi Bình Minh vừa ló dạng. Đạt chỉ vừa chậm mắt được hơn 4 tiếng. Cả đêm cậu cứ thấp thỏm vì cái chuyện của thằng Cường và thằng Thịnh làm cho đầu óc cứ suy nghĩ không ngủ được. Đạt ưỡn đẹo ngồi dậy khỏi chiếc giường đầy uể oải. Cậu bắt đầu đánh răng rửa mặt rồi đi ra nhà trước ăn sáng cùng với cha mẹ. Còn đang răng rở tô cháo thì bên ngoài cửa rào đã réo rắt tiếng gọi của tụi thằng Cường. Đạt lật đật vội đi ra hỏi. Sao rồi? Vụ đó sao rồi? Giờ mày đi ra quán cà phê với tụi tao chút Tụi tao kể lại cho mày nghe Đặt thấy thái độ cấp gáp của thằng Cường Thì hiểu ra chuyện gì đó Vội chạy vào nhà xin phép cha mẹ Rồi leo lên xe cho thằng bạn chở ra quán nước ở đầu lộ Gọi ra ba ly cà phê Rồi thịnh nhanh nhẩu mở lời trước Ê mày Mày có biết tối hôm qua tụi tao thấy cái gì dưới gốc cây không Không Cái gì vậy mày Thịnh đã bắt sang Cường Cường lấy trong túi ra một cái hộp màu đỏ đặt lên bàn Tụi tao đào được nó tối qua đấy Mày xem có phải cái bộ trong giấc mơ của mày không Đạt nhận lấy chiếc hộp nhựa rồi mở ra Cậu chua mắt lên như bị sốc Khi thấy hai món đồ ở bên trong Lắp bắp nói Đúng rồi là một bộ lắc tay lắc chân Loại sơ sinh Tao đã nhìn thấy trong giấc mơ gặp chú Năm nè Ừ Vậy là chú Năm ông báo mộng cho mày thật rồi đấy Giờ mày tính sao đây Hà Đạt Cường hỏi Đạt chiếc lưỡi mà trả lời thì phải phải giúp chứ sao mấy Bữa mày gọi nói tụi tao ấy Công ty mày cho nghỉ có 4 ngày thôi Đây đã là ngày thứ ba rồi Giúp xong thì liệu có kịp trở lại thành phố không Hay. <laughs> Nhưng mà trong giấc mơ Tao đã đồng ý giúp chú Năm Trao lại hai cái món quà này cho con gái rồi Hôm nãy giờ tự nhiên lại bỏ về thành phố đâu có được Thôi để tao gọi điện về Xin nghỉ thêm vài ngày nữa Có gì hoàn thành xong tâm nguyện chú Năm xong Rồi tao mới về chén Nói là làm Đạt liền móc điện thoại ra gọi lên cho giám đốc công ty Xin nghỉ thêm vài ngày do còn bận chuyện gia đình dưới quê Tuy phải nghe chửi Nhưng cậu cũng đành phải chịu thôi Cục máy đạt thở vào Hơ, <laughs> giám đốc chửi tao quá trời Ừ, thì phải chịu thôi chứ Mà giờ mình nên bắt đầu từ đâu đây Xem nào Trong giấc mơ thì tao có hỏi địa chỉ Con gái chú Năm ở đâu Ông nói là biết nhưng mà không nói thẳng ra được Kêu tao phải qua nhà bà Tư Sao bà Tư lại biết được địa chỉ của con gái chú Năm Bà có liên quan gì Tịnh chèn vào hỏi một câu Đạt trao mày Cường thì vút cầm rồi nói Hèn chi tôi thấy mấy tháng nay Bà Tư rất là kỳ lạ Kỳ lạ sao Thì từ cái lúc mà chú Năm ổng chết mấy tháng trước ấy, Qua khỏi 49 ngày Là tự nhiên bà Tư không bước chân ra khỏi nhà nữa Cứ ra mình trong nhà suốt đến tận bây giờ Nhiều bà con thấy bà hành động lạ Nên còn hỏi han thì bà không có nói gì Mà cứ đuổi người ta ra ngoài Ăn uống ý, thì đều nhờ bà Bảy Bà đem qua cho không à À hèn chi Lúc mới về ta gặp bà Bảy Đang cầm cái rào men đi đâu đó Ta mới hỏi thì bà nói là đem qua cho bà Tư Đang bị bệnh Đúng rồi Vậy rốt à, cuộc là bà liên quan thế nào với cái chuyện này Hai thằng Mây có đoán được không Ê Có khi lúc nào ông Năm còn sống ý, Bà làm chuyện gì có lỗi với ổng không cho nên giờ chú Năm chết thì bà mới sợ Tao coi phim ma ấy Cũng ai thấy mấy cái trường hợp giống như vậy Câu nói của thằng Thịnh Khiến cho Đạt và Cường bất giác giật mình Lời nói của nó quả thật không sai Nếu tính lại Thì trước kia Bà Tư là một người cực kỳ danh mãnh Và nhiều chuyện nữa Đi khắp đầu làng cuối ngõ tám chuyện thiên hạ Nhiều người còn đặt cho bà biệt danh là cái loa phường Vì ở đâu cũng có thể nghe được cái giọng trí chóe của bà nhưng rồi sau khi chú năm què chết Bà Tư đột ngột thay đổi 360 độ Trở thành một con người hoàn toàn khác trước kia Im lặng và rụt rè hơn rất nhiều Luôn tự nhốt mình trong nhà mà không dám ra ngoài Ai đến hỏi thăm thì đều xua đi một cách đầy sợ hãi Nói đến đó thì Đạp và Cường nhìn sang Thịnh mà chầm chậm Nói đến đó Đạp và Cường nhìn sang Thịnh chầm chầm Ê gì mà nhìn tao dữ vậy Tao thấy mày nói nghe cũng có lý đấy Cái từ đạt khen mình Tịnh phồng cả mũi Vênh mặt và bút tóc Tao lúc nào mà nói chuyện không có lý Cường ơi Giờ ba đứa mình qua nhà bà Tư hỏi thử đi Nhưng mà ta không biết bà có chịu tiếp mình không Bà con láng giềng tới thăm mà bà còn không thèm ra mở cửa cái kìa Thì mình cũng phải qua thử một lần xem sao Giờ đầu dây mới nhợ đều cầm trong tay bà hết rồi Muốn tìm được địa chỉ con gái chú Năm Bắt buộc phải có sự giúp đỡ của bà Tư thì mới được Ờ mày nói cũng phải Thôi để tao đi mua ít bánh trái qua đó Cho bà để dễ bắt chuyện Ừ thế triển khai thôi Khoan đã Trước khi đi cho tao hỏi cái này Cường Ừ, cái gì Sao tối qua tụi mình đào Không thấy gì nên định đi về Rồi tự nhiên mày thấy trái xoài rất xuống đất Thì mày lại kêu tao đào tiếp Xong lại đào trúng cái hộp được Hay vậy Đơn giản thôi Lúc trái xoài mới rất xuống đất ý, Ta có lượm lên thì nhìn thử Nhưng mà thấy nó rất kỳ lạ nếu bình thường khi trái cây rụng xuống ấy, Thì có ba nguyên do Một là nó đã chín mùi quá rồi Hai là chuột cắn đứt dây Còn ba là rông gió giật Nó quật xuống nên rụng Nhưng mà tao để ý rất kỹ Cái quấn của trái xoài Thì thấy nhựa nhất vẫn còn rất nhiều Bóp thử chân thì còn rất cứng cáp Sống nhăn à Nên không thể nào tự dụng được Nhìn lên cây thì cũng chẳng thấy Có tiếng chuột hay con gì trên đó Rông gió thì càng không có Cho nên tao mới suy luận ra Là có người bẻ xuống mà tao với mày thì đang đi về Nên chắc chắn người hái là người khác rồi Khả năng là chú năm que Tao đoán là ổng thấy tao với mày định bỏ về Nên ổng cố tình làm như vậy Để tụi mình biết chỗ mà đào tiếp Ghê vậy cha Thôi chuẩn bị kế hoạch tiếp theo đi Bàn xong thì ba đứa đứng lên mà tính tiền cà phê Chạy xe máy ra lộ chính Ghé mũi bánh trái đem theo Mua xong rồi thì chạy về nhà Để dẹp xe vào trong sân Do nhà bà Tư nằm ở vị trí con đê tận cuối ruộng Nên xe không chạy vào được Bắt buộc phải lội bộ để đi ra đó Xong xuôi hết thì ba đứa bắt đầu men theo lối cánh đồng xanh ngắt Gió thổi ngang vi vu mắt rượi Có vài con chuồn chuồn đang bay lượn lờ trên mặt lúa Làm cho khung cảnh thêm phần đầm thắm Tạo nên một bức tranh bình yên của làng quê Nhưng lại dính thêm vài vết màu loang lổ Do thằng Đạt vừa bước hụt con rãnh Té xuống sình lem lúc hết cả cái quần đang mặc sau một hồi lặn nội, thì cả ba đến được con đê không quá khó khăn để tìm được nhà bà tư do nơi đây, đây hầu như rất ít ai ở chỉ có duy nhất một căn nhà lá của bà tư đang nằm trơ trọi cô độc cách con sông hơn chục mét thấp thoáng trong tầm nhìn đi tới cửa thằng cường hỏi vọng vào tư ơi có nhà không tư không ai trả lời cường nghe sát tay vào cánh cửa thì nghe tiếng lục đục bên trong rõ ràng là có người đang ở trong nhưng lại không chịu ra mở cửa cho tụi nó Cường hỏi gặng thêm một vài lần nữa Nhưng bà ấy vẫn nhất quyết không chịu ra Thịnh đứng kế bên ngáp dài Chống tay vào mặt nhà Ai dè mấy cái tấm lá đã mục rồi Nên không chịu được sức ép Nên lủng luôn vào bên trong Tạo thành một cái lỗ tròn Làm nó dập mình nhảy ra xa, xa vài bước Hành động vô tình của thằng Thịnh Lại mở ra được một khoảng hở Có thể nhìn được không gian bên trong nhà Cường có mắt nhìn vào Thì thấy bà Tư đang ngồi ôm gối co do đồ đạc trong nhà bị dưới tung lên lộn xộn, thân thể bà ốm nhách ốm nhom như bộ xương khô, quần áo rách dưới lủng củng trông cực kỳ tươi tả, lưng tựa vào vách bên phải nhà, vẻ mặt đang như lo sợ điều gì, bà Tư bất xác ngước mắt lên nhìn vào cái lỗ vừa bị thủng, thấy gương mặt thù lù của thằng Cường đang nhìn mình chăm chăm, bà La Toáng lên sợ hãi, làm cả đám ngoài đây giật mình, Cường nhẹ giọng, bà Tư, bà Tư ơi, con là Cường nè, không không, đi đi. Làm ơn tha cho tôi Và từ bên trong Bịt tai chặt lại Rồi la hét om sòm Đồng tắp đã rối bù lên rồi Tịnh thấy vậy thì kéo cường ra Nó mặt mình vào hỏi Từ ơi tụi con muốn hỏi một chuyện Xong rồi sẽ đi ngay Không làm ơn đi đi Mà tư gào lên một cách đầy sợ hãi Cơ mặt bà lấm lem nước mắt Thịnh cố hỏi thêm một câu Tư ơi tôi cho con hỏi Địa chỉ nhà của con gái chú năm què với Nghe nhắc tới cái tên năm què Bà Tư chợt sững lại vài giây Tay thôi cào cấu đầu tóc Thịnh tưởng bà Tư đã trở lại bình thường Nên hỏi thêm Tư ơi chú Năm Một lần nữa bà Tư hét toáng lên Nhưng lần này tần số tăng thêm gấp bội Không còn ngồi tựa lưng vào vách nữa Mà lại đứng vắt dậy chạy vào bếp Lấy ra mấy cái nồi niêu xoong chảo Ném tới tấp vào cái lỗ thủng Chỗ tụi thằng Đạt đang ngó vào Tụi nó hoảng hồn liền tụt đầu xuống né tránh Không dám nhìn vào bên trong nữa Đạt lắp bắp hỏi Cường Ê Giờ bà Tư bị như vậy rồi Giờ tính sao bây Thì thôi chứ sao Đi lại đằng kia kiếm khách khác tụi bây Chứ để cho bà la lối dùm beng lên Mấy ông làm đồng đi ngang Từ tụi mình vào hiếp dâm bà Thì khổ lắm Nói rồi ba thằng chạy vọt ra chỗ khác Trên con đê Cách xa hơn 40 mét so với nhà của bà Tư Ngồi xuống một khúc cây rồi bàn tính Hình như bà Tư đầu óc bà không có bình thường nữa hay sao ấy Đúng rồi đấy Giờ tụi mình e là không hỏi trực tiếp được đâu Thịnh Mày có cách nào không Cuối cùng thì việc gì cũng phải đến tay anh mày thôi Bộ mày có cách rồi à Đương nhiên là có rồi Thành Thịnh ngước đầu lên trời Cười phá lên đầy gian xảo Cường và đạt nhìn vào thằng bạn mình Một cách đầy tò mò khó hiểu Nhưng sau khi nghe được cái cách của nó nghĩ ra Thì cả hai chỉ còn biết vỗ tay thám phục Cho cái đầu đầy mưu mô của thằng bạn mình Rồi kế hoạch của Thịnh đã được vẽ ra một cách đầy tỉ mỉ Ba thằng gật đầu hiểu rõ Việc trước tiên là phải đợi cho đến khi trời tối hẳn Không còn ai ra đồng nữa Thì mới thực hiện được Ba thằng tạm thời chạy về nhà ăn uống nghỉ ngơi Tầm 5 giờ chiều Đặt ngó ra cửa Thấy bà Bảy đang xách cái gào minh Cậu đoán ngay là bà sẽ mang cơm qua nhà bà Tư Chờ thêm vài tiếng nữa Đúng 9 giờ tối Khi cha mẹ đã ngủ hết rồi Đạt xón rén trốn ra khỏi nhà một cách đầy nhẹ nhàng Để không đánh thức ông bà ba lội bộ tới chỗ đã hẹn với tụi thằng Cường Nè tao tới rồi Wow Nay mày dám đi một mình buổi tối cả Qua nhà chú Năm, Giờ này tao mới sợ Chứ trên thành phố công ty tao Công anh tăng ca đêm về muộn lắm Mà thằng Thịnh đâu rồi Tao đây nè Đang nghe tiếng Thịnh nhưng lại không thấy hình đâu Cậu có ngàng xung quanh tìm kiếm Thì bất tình đình thằng Thịnh trong bụi lùm Mà nhảy ra hủ Bà mày nữa làm hết hồn thằng quỷ đây <laughs> chú mày cũng nhát can nhỉ Mày hù vậy thì ai chả sợ Ủa mà mày ăn mặc thế ghê vậy Thằng thịnh lúc này Đang quàng trên người nguyên bộ áo mưa nhựa màu đen Trên mặt chết đầy son đỏ hoành quạc Còn chơi thêm cái đèn pin soi thẳng vô cái diện mạo Như hấp bạch vô tường của nó Làm thằng Đạt lúc đầu mới gặp còn tưởng là ma Mày quên kế hoạch của tao rồi à Tao phải làm vậy mới hợp hợp cảnh được chứ Ờ Thằng Thịnh làm vậy hợp lý rồi Mà thôi tao nghĩ mày khỏi cần mặc kéo đen nữa sao vậy da mày bình thường cũng đen như than rồi có khác cái mẹ gì đâu trong căn nhà lá nhỏ tại con đê bà tư đang nằm ngủ thêm thiếp trên chiếc giường ọp ẹp nồi niêu song trào cong quại khi sáng đã được bà bày qua dọn dẹp ngăn nắp cái lỗ sách cho thằng thịnh tạo ra lúc trưa cũng được che lại bằng tấm vải thô bà tư đang ngủ chưa sâu lắm thì bất sắc giật mình bật dậy hình như bà vừa nghe có tiếng gì đó ảnh bạch ở hai bên vách tiếng động lạ ấy bỗng tắt định đi khi bà tư ngồi dậy nhưng lại vang lên khi bà đặt lưng lại xuống giường diễn ra liên tục mấy lần liên tiếp bà tư lúc này mồ hôi hột đã chảy ra nhễ nhại trên trán tay siết chặt cái mềm vào người đôi mắt láo liên xung quanh đầy sợ sệt còn đang hoang mang thì với cái cửa lại tề đình vang lên tiếng gõ bục bụp bà tư giật mình luôn về cuối giường co rút thân thể Bên ngoài lại vọng vào Giọng nói thỏ thẻ Tư ơi Nghe cái giọng điệu này Bà Tư bắt đầu run rẩy lên Càng ôm sát cái mền hơn Bên ngoài tiếp tục vọng vào thêm câu nói Tôi Năm nè Tư ơi Nghe đến câu nói lần thứ hai này Tinh thần bà Tư trở nên mấn loạn Tim đập loạn xà ngầu lắc đầu lê lịa Bà Tư không còn giữ được bình tĩnh nữa Nên hét toáng lên cái tấm vải tre, cái lỗ thủng đấy Đột nhiên bị kéo đứt rơi xuống khung giường Vô tình khiến bà Tư có thể nhìn ra bên ngoài Từ cái lỗ thủng ấy Một cái đầu từ từ trồi lên sáng rực Cơ mặt lấm lem vết máu đỏ Nhìn chằm chặp bà Tư Chưa kịp để bà hét lên Thì hai bên vách lại tiếp tục kêu lên đùng đùng Mấy tấm lá siêu vẹo qua lại Như bị rông thổi Thế cái nhà mình tự nhiên chuyển động kỳ lạ Cứ lắc đư qua lại Bà Tư càng trở nên khiếp đảm. Cái đầu bên ngoài vẫn còn thò lò ở cái lỗ thủng nhìn bà thao láo bà tư muốn chạy đi nhưng mà chẳng còn đường nào bà quỳ xuống khóc mếu máo lệ lục van xin anh nam ơi anh ta cho tôi đi tôi biết sai rồi hội trước đấy thời cơ cái đầu kia lên tiếng sao bà lại sợ tôi thì thì tôi làm chuyện có lỗi với anh tôi tôi xin lỗi anh nhiều lắm tôi biết tôi sai rồi anh anh làm ơn tha cho tôi cái đầu ngoài kia hình mũi cụ kỵ vài cái rồi hỏi tiếp Bà làm chuyện gì có lỗi với tôi Bà có nhớ không Thì thì chuyện của vợ con anh đó Tôi biết tôi đã gây ra chuyện sai trái với anh rồi Làm ơn tha cho tôi đi Bà Tư sụt sùi quỳ tụp xuống đất Cái đầu bên ngoài định hỏi tiếp Thì bất tình lình Mấy cái cây cột khung nhà kêu lên răng rắc Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra Thì cả cái nhà đột nhiên đổ sập xuống Bà Tư bị một cây gỗ trên trần rất xuống đập trúng đầu, bất tỉnh. Bên ngoài giọng nói của Cường hốt thoảng. Chết mẹ rồi, đẩy mạnh quá, sập nhà rồi. Bà đối tụi bay, hết nói nổi mà. Bộ hết cái để chơi rồi sao mà. Nửa đêm nửa hôm mà có đi nhấp ma bà. Ông Ba Thành về mặt cau có, la mắng đạt, Cường và Thịnh. Từ đó chỉ còn biết đứng quanh tay hối lỗi Chuyện mình đã gây ra Bà Tư đang nằm trên giường Của nhà ông bà ba, cha mẹ của Đạt Trên đầu đắp khăn nóng Và còn chưa tỉnh Vài người hàng xóm của bà Bảy Cũng đã qua tới để hỏi han Một người trong nhóm lên tiếng Thế rồi nguyên do là sao vậy Tụi bây làm cái gì mà bà ngất thế này Đạt quanh tay bước ra Sụt sùi như sợ bị cha chửi Miệng kể lại chuyện tối qua Ba thằng lẻn ra nhà bà Tư Cùng nhau dọa cho bà một chập thì ra kế hoạch mà thằng Tịnh nghĩ ra Là mượn nỗi sợ để đánh nỗi sợ Ý là biết bà Tư Từng gây ra chuyện gì đó vật lòng chú Năm Què lúc còn sống Nên tâm lý lúc nào cũng lo sợ hồn ma ổng với báo tủ Tịnh đã nhờ đó mà vạch ra ý tưởng Giả làm vong hồn chú Năm hiện về cho bà Tư gặp Để buộc bà phải nói ra cái điều mà tụi nó cần Nghe Đạt kể xong Vài người hàng xóm chỉ còn biết thở dài lắc đầu cho cái việc tụi nó làm Ông ba gằn lên Mày thiệt là hết nói nổi rồi đấy đạt Bình thường mày ngoan lắm cơ mà Sao tự nhiên lại đi phá làng phá xóm vậy hả con Nghe cha mình dày la Đạt xua tay phản bác Dạ không phải tụi con phá bà Tư đâu Tại tụi con được nhờ giúp đỡ Nên mới phải làm như vậy Ai mà lại nhờ tụi bay đi phá nhà người ta Hả đừng có sẵn Con nói thiệt đấy Vậy ai nhờ tụi bay Dạ là chú Năm Què Nghe được câu trả lời của thằng Đạt những người hàng xóm đang trong nhà của cậu Ngạc nhiên ồ lên Nhưng không tin được điều vừa nghe thấy Ông ba thì gương mặt hầm hầm Nóng máu con trai Vì nó dám lôi người chết ra Để mà bao biện cho việc mình làm sai Định chửi tiếp Thì giọng nói thiều thào của bà Tư chật cất lên Thôi anh ba Anh đừng có chửi tụi nó nữa Chị Tư chị tỉnh rồi à Bà Tư đã tỉnh lại mới ngồi dậy nhưng hơi khó khăn Phải cần bà ba đỡ lên Tụi nó cũng là vì muốn hỏi chuyện tôi Nên mới làm như vậy Đừng có trách tụi nhỏ Ông ba gương mặt vẫn cằn nhằn Hỏi bà Tư đầy khó hiểu Hỏi chuyện gì mà lại như vậy hả chị Tụi nó nhắp ma rồi lại còn làm sập nhà của chị Mà chị còn nói nhẹ cho tụi nó nữa là sao Tụi nó làm sập nhà tôi Cũng tốt đấy chứ Để tôi nói chuyện với tụi nó một chút nào Ông ba nghe bà Tư nói như vậy Thì gật đầu im lặng không la mắng con nữa và Tư quay sang hỏi tụi thằng Đạt Vậy mấy đứa muốn hỏi cái chuyện gì Thì hỏi đi Đạt rụt xe đám mắt sang hai thằng bạn Như muốn tụi nó hỏi Nhưng Cường và Thịnh lại không dám Khi đứng trước mặt bà con hàng xóm Đạt đành nhận lấy trách nhiệm Dạ tụi con muốn hỏi thông tin Về địa chỉ nhà của con gái chú Năm Tại chú Năm từng báo mộng nhờ con giúp đỡ Bây thế ông hả Kể lại ta nghe coi rồi đạt miên man kể lại cái chuyện lần đầu tiên được gặp phong hồn chú năm què khi cùng với cường và thịnh sang nhà hái xoài của ông và giấc mộng gặp được chú đang đào cái hộp sắt ở dưới gốc cây cả hai trò chuyện với nhau rồi đạt đồng ý giúp đỡ trao lại món quà ấy cho người con gái đang thất lạc chuyện chú năm có nhắc đến bà tư trong giấc mơ cũng được nó kể ra rành mạch nghe xong cơ mặt bà tư chịu xuống nặng nề hàng xóm nghe được câu chuyện khó tin do đạt kể ra thì cũng bán tin bán nghi thế vậy nên cường vội chạy về nhà đem cái hộp sắt đào được dưới gốc cây xoài đưa cho mọi người xem anh ấy đều kinh ngạc trầm trồ bà tư nhìn đạt rồi nói vậy là cái người mà ông kêu tao chờ ấy là là mày à đạt là là sao ạ à? chuyện tới nước này rồi thì tôi cũng không thể nào giấu giếm trong lòng được nữa đành phải thú tội cho mọi người biết được về cái việc làm sai trái của tôi đã gây ra khiến cho tôi phải ngày đêm mất ngủ vì dằn vặt mà hối hận. Đôi mắt bà Tư nhìn về xa xăm, giọng nói có chút ngẹn ngào, từ từ nói ra một bí mật trong xóm này không ai biết. 18 năm về trước, lúc ấy chú Năm vẫn còn được mọi người gọi bằng cái tên Năm Hồ và vợ của ông là cô Thu một người phụ nữ với nhan sắc xinh đẹp và cực kỳ khéo ăn nói. Cả hai đám cưới một thời gian thì sinh ra một đứa con gái đặt tên là Ngọc Xuyên. Tưởng chừng như gia đình nhỏ bé ấy sẽ hạnh phúc, nhưng rồi tai nạn giao thông quái ác đã xảy ra khiến chú Năm phải cưa đi một chân và mất hoàn toàn khả năng lao động. Bao nhiêu gánh nặng tài chính gia đình, một mình cô Thu phải quán xuyến hết tất cả. Người phụ nữ ấy vừa chăm con vừa chăm chồng, lại còn phải làm việc ngày đêm cực kỳ vất vả không có thời gian để nghỉ ngơi Lúc ấy bà Tư có một người em trai tên là Long Là bà con từ xa đến chơi Tuổi khoảng 36 Gia cảnh rất giàu có và sang trọng Lần đầu tiên ông gặp được Thu Là vào lúc đang đi dạo trong chợ cùng bà Tư Và ông bị hút hồn ngay từ lần ấy Bởi cái nhan sắc chim sa cá lặn của cô Ông Long nhiều lần tiếp cận muốn cưa cầm cô Thu Dù biết bà là gái đã có chồng Nhưng mà đương nhiên bị cự tuyệt Hết cách Ông Long mới nhờ bà Tư để giúp đỡ một tay Hứa sẽ cho rất nhiều tiền nếu sự việc thành công Bà Tư vì hám lợi Nên đã gật đầu đồng ý Rồi mới hàng ngày Lựa lúc cô thu một mình liên qua tỉ tê những lời đường mật vào tay Chị là chị nói thật với em nhé Giờ em mà chịu ưng thằng Long Em chị ấy Thì cuộc sống của em với con bé Xuyên Sẽ một bước lên mây Hết cực cổ ngay Không lẽ em lại muốn con Xuyên nó lớn lên Trong cảnh nghèo đói đẻ Ban đầu khi nghe bà Tư nói ra những lời đó Cô Thu rất không thích Nên chẳng thèm đáp lại Nhưng rồi mưa rầm thấm đất Cái khổ, cái cực Đè nặng lên đôi vai nhỏ bé của người phụ nữ ấy Dần dần cô Thu đã bị tiềm bạc Và cuộc sống giàu sang của ông Long cám dỗ. Quyết định mà rất nghĩa tào khang với chú Năm Bồng con đi theo gã ta Để một mình người chồng tật nguyện ở lại Sống trong đơn độc Nhớ thương suốt 18 năm qua Kể đến đó Bà Tư đưa tay quệt nước mắt, cúi đầu xuống như đợi bị mọi người mắng nhiếc về cái tội của mình đã gây nên. Nhưng trái với suy nghĩ của bà, hàng xóm lại không có bất kỳ ai trách mắng cả. Họ chỉ cảm thấy hơi giận khi được nghe lời thú tội của bà Tư. Ông Ba thở dài. Vậy là cũng đã được 18 năm rồi. Chính trị đã xui bà Thu bỏ nhà ra đi sao? Là do chính tôi, vì hám lợi mà đã chia rẽ gia đình của anh Năm. Để ảnh chết trong cô độc Không có người thân ở bên Vậy sau cái chết của anh Năm Chị liền đột ngột thay đổi Hành động quái lạ thì có phải là Đúng Sau khi anh Năm mất hơn 49 ngày Không đêm nào tôi được ngủ yên giấc cả Cứ hễ vừa chập mắt Hình ảnh anh Năm què Lại hiện ra nhìn tôi mà chửi rủa Mắng tôi tại sao lại phá hoại gia đình ông ấy Rồi còn hành tôi đau bệnh triền miên Ám ảnh chút nữa thì phát điên đi nhưng mà tại sao chị bị nhát như vậy Lại không qua nhà bà con ở cùng Sống ngày đêm một mình như vậy thì sao chịu nổi Tôi cũng muốn đi lắm chứ Nhưng không có đi được Lần nào tôi suy nghĩ tới việc đó Là y như rằng bị tai nạn Lần đầu tôi định qua nhà bà Bảy Nhưng mà vừa bước chân ra khỏi cửa Lại vấp phải đá mà té gãy tay Bỏ bột mấy tháng trời mới đỡ Lần thứ hai tôi định qua xóm bên Ở với người quen Nhưng mà vừa nghĩ tới thì tự nhiên Đầu tôi đau như búa bổ Đến lần thứ ba thì bụng đau như ruột đứt vậy Giết tôi sợ Tôi không dám ra khỏi nhà luôn Bà Tư dừng lại nhìn đạt vài giây rồi kể tiếp Ngoài mấy cái chuyện xui xẻo ấy diễn ra Thì tôi còn nằm mơ thấy anh Năm thêm lần nữa Lần này anh không có chửi bới tôi Mà lại nói với tôi rằng Tôi phải ở yên trong nhà Để chờ người giúp được ảnh trở về Sau đó thì sẽ không tìm tôi nữa Và người mà anh nói tới Thì là cái thằng Đạt này này Bà con hàng xóm liền quay sang nhìn Đạt chằm chằm Sau khi nghe bà Tư nói Cậu cười trừ Nhưng rồi liên kết những chuyện xảy ra giữa bà Tư và Đạt gặp phải Thì rất đúng thời điểm Trong giấc mơ hai hôm trước Chính mẹ chú Năm cũng đã nhắc đến hai người trong xóm hợp mạng với ông Một là cậu Và hai có lẽ chính là bà Tư Dạ đúng rồi Lúc con nằm mơ thì chú Năm Ông cũng nói là chờ con về để giúp ấy Ông ba và bà con bây giờ cũng đã hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện chú Năm hiện về xin giúp đỡ. Ờ, à, nhưng mà tôi còn thắc mắc này. Nếu như cả chị đến thằng Đạt, con trai tôi, đều hợp mạng với anh Năm ấy. Tại sao ảnh lại không nhờ chị giúp ngay từ đầu, mà lại đến hành chị bệnh lên bệnh xuống? Chắc anh Năm vẫn chưa chịu tha thứ cho tôi đấy. Nên mới hành hạ cho tôi sống dở chết dở như thế. Phải chị ảnh chịu báo mộng cho tôi, để tôi biết tâm nguyện. Thì tôi đã giúp đỡ toàn tâm toàn ý rồi. Đằng này mỗi lần gặp trong mơ thì anh ấy chỉ tỏ thái độ tức giận rồi oán trách thôi ngoài ra không hề nói với tôi lời nào có lẽ anh còn thù hận tôi lắm nên mới không muốn nhờ chị nói như vậy thì tôi cũng hiểu phần nào rồi tuy anh năm lúc còn sống đối xử với bà con rất hòa đồng tình nghĩa nhưng bây giờ anh ấy đã mất rồi trở thành một phong linh chất chứa đầy chấp niệm không còn suy nghĩ thấu đáo như lúc sinh thời tâm trí chỉ biết quẩn quanh cái chuyện trả thù người hại mình và chỉ muốn đặt niềm tin vào người thật sự tin tưởng có phải không bà tư gật đầu bằng lòng nhìn sang đạt mà hy vọng anh năm đã không muốn tư giúp đỡ vậy thôi đành nhờ mấy đứa thực hiện giúp tâm nguyện ảnh vậy để bên kia thế giới anh năm được an lòng siêu thoát cũng như giảm bớt tội nghiệp do tư đã gây ra được vậy thì cảm ơn các con rất nhiều chị tư đây đã nói như vậy rồi con có định giúp không hà đạt dạ có chứ cha Ờ, ừ, thế vậy tụi mày muốn hỏi bà Tư cái gì Thì hỏi đi Đạt nghe cha nói thì hớn hở quay lại Nhìn hai thằng bạn cười lên Hỏi bà Tư Dạ Tư cho tụi con địa chỉ hiện tại của cô Thu Và con gái chú Năm nha Bà Tư gật đầu Rồi nhờ bà ba lấy dùm một tờ giấy Bà đọc địa chỉ rồi bà ba chép vào đưa cho Đạt Địa chỉ là ờ, Ủa Cách đây ba tỉnh lận hả bà Tư Ờ Địa chỉ trên giấy là của nhà thằng Long còn số điện thoại thì tao không có nhớ dạ vậy giờ tụi con đi liền nhá thôi để sáng sớm mai đi cho khỏe cường với thịnh nhớ về nhà xin phép phụ huynh cho ông bà đỡ lo còn bà con ở đây thì theo tôi qua nhà thắp cho anh năm cây nhanh mong ảnh phù hộ cho tụi nhỏ sáng mai đi bình an nha mọi người khi trời vừa tờ mờ sáng ba tăng đạt cường và thịnh đã thu xếp xong vài bộ đồ bỏ vào ba lô để mang theo Cùng nhau bắt xe đó đi qua tỉnh được ghi trong địa chỉ Chuyến xe khách màu xanh lam biển hiệu 15 bắt đầu lăn bánh di chuyển Mang theo một sự háo hức của đám bạn Từ Kiên Giang đến tỉnh đó, hành trình kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ Ngồi trên ghế, Cường và Thịnh cưỡn nẹo người khó chịu Có lẽ vì tụi nó không quen cảm giác đi xe khách nên mới thành ra như vậy Còn Đạt thì khỏi phải nói, ngồi kế bên mà cứ cười phá lên chọc kẹo rồi sau 3 tiếng đồng hồ di chuyển Chuyến xe khách cũng đã đến điểm dừng Đạt bước xuống xe vươn vai cho giãn cơ Còn tụi thằng Cường thằng Thịnh Thì chạy ra để tìm chỗ nào đó Đổi vào ói do xe xe Má nó đúng là hành xác chắc. chắc là do tụi bay đi xe ít Nên mà không quen đấy Chứ tao khỏe re à Ờ thì mà giờ cũng hơn 8 giờ sáng rồi Kiếm gì ăn đi rồi nghỉ xíu Người ta vẫn còn lưng lưng đây này Cả ba đứa bắt đầu lội bộ đi vòng quanh kiếm cái gì lót dạ Ở nhà dù đã ăn sẵn cơm trước rồi Nhưng lúc nãy thằng Cường thằng Thịnh đã ói ra sạch sành xanh Nên giờ bụng cứ kêu lên cuồn cào Tụi nó ghé vào một quán bún bò lấy đường quất ba tu to tướng Ăn no rồi Thấy lâu lắm mới có dịp qua tỉnh khác chơi Nên chúng nó bàn nhau lượn một vòng khám phá Mệt thì tấp vào một quán cà phê sân vườn đẹp đẽ Ngồi thưởng ngoạn phong cảnh Công nhận giờ giữa trẻ thoáng ghê he thịnh Ờ à, công nhận Đang sáng trưng ra mà đè nhau hôn hít gây thiệt đấy Hai thằng mây đang nói cái gì đấy Nhìn ra sau lưng mày đi đạt Chú ý cái bàn gốc cây chỗ trùm đèn chấp nhá kìa Nghe thằng bạn cứ sầm gì to nhỏ nãy giờ Đạt cũng hơi hiếu kỳ Có đầu ra sau lưng mà nhìn theo hướng cường chỉ dẫn Ở nơi gốc sân Gần chùm đèn chớp nhá đập thẳng vào mắt cậu Là một cảnh tượng đầy ướt át Một cặp nam nữ trạc tuổi Đang ôm hôn nhau chẳng thèm để ý gì xung quanh Thằng con trai kia đeo mắt kính cận đen gương mặt khá phong độ điển trai còn cô gái thì mặc trên người một cái váy ngắn cũn cỡn làn da trắng tinh vừa lên đùi gã hôn tới thấp đạt chứng kiến được cảnh tượng ấy thì ngượng ngùng không dám nhìn riêng hai ông ôn con cờ mà tịnh lại ngó chăm chăm không rời mắt dây nào thằng nào tuần đấy thì chép môi đầy biến thái thôi tụi bây kỳ quá à chuyện người ta mà lâu lâu mới có một bữa được nhìn mà mày ngu quá Đạt cúi xuống giả bộ uống ly cà phê cho đỡ ngại Hai thằng bạn vẫn chưa thôi ngưng nhìn Cứ thỏ lõ cặp mắt dâm dê Ngó ngó người ta Rồi lại nụ nụ cười đầy tà đạo Đạt trong người lúc này cũng thấy bắt đầu dần dần lên Cậu bẽn lẽn quay lại sau lưng Nhìn thêm lần nữa Nhưng xui cái ngay lúc ấy Cô gái kia đứng lên Đái mắt như lưỡi dao gườm qua bàn thằng Đạt cau có Biết mình nhìn lén bị phát hiện Đạt bối rối rụt đầu của tay làm rất tuôn cái ly cà phê xuống đất để tan tành cái thằng quỷ này làm cái gì vậy ê con nhỏ đó với thằng bồ nó đi rồi kìa uổng tiệt chứ thôi tụi bây đừng có nhìn nữa kỳ lắm wow con nhỏ đó mặt nó đẹp thiệt luôn đã đạt đẹp á đẹp lắm à ừ mày ngu thiệt chứ nãy nó quay mặt qua nhìn tụi mình mà mày lại rụt đầu chi không biết ờ à, thế thôi giờ bàn chuyện đi qua địa chỉ nhà cô thu kia đi giờ tụi mình đi luôn hay sao à giờ đi đi tụi mình bắt xe ôm rồi kêu người ta trở tới đó ba thằng tính tiền cà phê xong thì bắt đầu đi kiếm mấy ông chạy xe ôm hỏi địa chỉ trên giấy rồi kêu người ta trở lại đó tầm gần một tiếng sau thì ba chiếc xe ôm dừng lại trước một căn biệt tự to tướng được sơn màu trắng xanh lam cao đến tận hai lầu thằng nào thằng đấy đều nhìn suýt xoa mà trầm trồ wow Cả đời tao giờ mới thấy được cái nhà này trong phim thôi Bự thật tệ Chắc lau nhà cực lắm mà Tụi nó trả tiền xe hôm xong Rồi đi lại trước cửa hàng giáo sắt Đạt bấm chuông kêu lanh canh Vài phút sau Một người đàn bà thân hình mập lùn ra mở cửa Mấy cậu kiếm ai Dạ cô là cô Thu à Không phải Tôi là người giúp việc thôi Cô Thu là bà chủ À dạ tôi con đến đây để tìm Ngọc Xuyên Cô chủ đi chơi rồi, không có nhà đâu Có bà chủ thôi Dạ vậy chừng nào Ngọc Xuyên về Chắc chiều tối lận Vậy thôi, cho tụi con gặp cô Thu cũng được Mấy cậu chờ xíu hoa Để tôi đi gọi bà chủ Bà giúp việc đóng cửa lại Rồi đi vào bên trong nhà gọi cô Thu ra Ở đây thằng Đạt xoa ngực hết hồn Hài, tao cứ tưởng bà là cô Thu không á Làm hết cả hồn Ừ, tao nghe thấy mấy chú bác trong xóm nói cô Thu đẹp lắm cơ mà Không biết đẹp tới cỡ nào ba thằng nói chuyện trong lúc đang chờ chủ nhà ra khoảng 5 phút sau thì từ bên hông một người phụ nữ ăn mặc quý phái bước ra đứng bên trong cửa rào mà hỏi vọng ra mấy cậu kiếm tôi có việc gì ngay khi vừa nhìn thấy mặt bà thu cả ba đứa đều háo hốc mồm lên bất ngờ bởi vì cái người phụ nữ đang đứng trước mặt thật sự rất xinh đẹp ngoài sức tưởng tượng của tụi nó gương mặt hồng hào đôi chân mày lá liễu cùng cặp mắt đầy sắc sảo, thân hình đầy đặn chẳng khác gì gái u 25 nếu như không biết Chắc có lẽ ba thằng đã nghĩ Đây là con gái chú năm Chứ không phải là vợ Thắng chút mất tập trung đặt vũ mặt một cái cho tỉnh táo rồi nói Dạ tụi con từ Kiên Giang bắt xe đến đây Để tìm Ngọc Xuyên ạ à? Ánh mắt cô Thu nhìn dọc từ đầu đến chân Của ba đứa như giò xét Mấy cậu tìm nó làm cái gì Dạ tụi con tìm Ngọc Xuyên Để đưa cô ấy cái này Nói rồi đặt móc từ trong ba lô ra Cái hộp sắt Mở bộ đắp vàng đưa ra trước mặt cô Thu Bà ấy nhìn thấy thì ngơ ngác Đây là cái gì mà lại muốn đưa cho con gái tôi Dạ món này là của chú Năm Què Mua 18 năm trước định tặng cho con gái Nhưng mà không kịp Giờ chú ấy mất rồi nên báo mộng Muốn nhờ con trao lại cho Ngọc Xuyên Nghe nhắc đến cái tên Năm Què Cô Thu bất xác giật mình Cơ mặt lộ đầy vẻ bối rối Cả cậu đi đi, ở đây tôi không tiếp đâu Vừa dứt lời cô Thu đã một mạch bỏ vào trong nhà Mặc kệ tụi nó kêu theo ý ới phía sau Thịnh nhăn mặt Giờ sao đây tụi bay Hình như bà không muốn nói chuyện với tụi mình Cường trích tuổi lên tiếng Hài Công nhận bà đẹp thật tệ Và nhân cách không tốt chút nào Chỉ nghe đến tên chồng cũ thôi Là tránh né Dù gì cũng từng mang nghĩa vợ chồng với nhau Tao nghĩ tụi mình không thể bỏ công vũ như thế được Phải gặp được Ngọc Xuyên Vậy giờ mày tính sao? Thì ngồi ở đây chờ Ngọc Xuyên về Chứ làm sao được Cả ba thằng đành phải ngồi ở phía đường đối diện Của nhà bà Thu Để trực chờ Ngọc Xuyên về Còn nói chuyện chứ không còn cách nào khác Tụi nó ngồi một đống tù lù Như mấy đứa trẻ cơ nhỡ lang thang Cứ xe nào chạy qua Là lại ngóng đầu xem có phải Ngọc Xuyên về hay không Mòn mỏi ngắp lên ngắp xuống Cho đến tận hơn 6 giờ tối Thì cuối cùng cũng có một chiếc xe tay ga Đậu trước cổng nhà bà Thu Thằng Cường giao lên mừng rỡ Ê ê tụi bây hai cái đứa hồi sáng trong quán cà phê mình gặp kìa đạt đang cúi đầu vẽ người ngoạc xuống đất cho đỡ buồn nghe cường kêu thì ngóc đầu lên mà xem ơ ờ... từ trên chiếc xe tay ga bước xuống một cô gái mặc váy ngắn đen đang được người con trai ngồi tháo dây nó bảo hiểm ra giúp thịnh mở mắt to ra khi nhìn cặp đùi trắng nõn nà của cô ta ôi rồi đúng là nhỏ hồi sáng trong quán cà phê rồi nè thịnh nói và nhoẻn miệng cười Cô gái kia nhìn sang hướng tụi nó đang ngồi bên vệ đường Tỏ ra khó chịu Người con trai chắc là bạn trai của cổ Điều khiển xe máy chạy lại gần ba thằng Móc bóp ra lấy ba tờ 20k Quăng thẳng xuống trước mặt Rồi bóc ca bỏ đi Kèm nụ cười nhếch mép Thằng Thịnh cầm tờ tiền lên rồi ngơ ngác Ủa Sao tự nhiên nó cho tiền tụi mình Bà mẹ nó nó thấy tụi mình ngồi trầu trực ở đây Nó tự ăn xin chứ gì nữa Nghe cứ nói Thịnh nóng máu muốn chạy theo thằng kia để hỏi lý lẽ Nhưng chân đất mà đua với tay ga Thì làm sao mà kịp Đặt nhìn sang chỗ cô gái Thì thấy bên trong biệt thự Người phụ nữ giúp việc đang chạy ra mở cửa Đạp bội vàng phóng qua đường kêu cô gái Ờ khoan khoan đã cô ơi Nghe người kêu mình Cô gái dừng bước xoay đầu lại Cô cô là Ngọc Xuyên đúng không Cô gái gật đầu rồi chờ đợi gặp cô tôi mừng quá Tụi tôi chờ cô từ sáng đến giờ đến này Nghe Đạt nói Ngọc Xuyên hơi thắc mắc Tôi với anh đâu có quen biết gì Sao tự nhiên lại chờ tôi Tôi không có quen cô Nhưng mà tôi biết cha cô Cha tôi Bà Long á Không Chú Năm Què Chú Năm Què Là ai Ủa Vậy là mẹ cô chưa kể cho cô biết cái gì hết à Kể là kể cái gì chuyện là như vậy nè Ây trời ơi Nói nó dài dòng lắm Nhưng mà cô cố gắng nghe vậy 18 năm trước mẹ của cô lấy chú Năm làm chồng Rồi sinh ra cô Nhưng mà không may sau đó chú Năm gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng Phải cưa mất một chân Nên không còn khả năng lao động nữa Mẹ của cô không chịu nổi kham khổ Nên mới quyết định bồng cô bỏ đi Lấy chồng khác Để rồi chú ấy sống một mình cô đơn suốt 18 năm nay Ở cái xóm Vàm nông ấy Là xóm của bọn tôi Ông ấy đã mất cách đây vài tháng trước rồi có báo mộng nhờ tôi trao lại giúp cô cái món quà này đạt móc cái hộp sắt trong ba ra đưa cho ngọc xuyên cô ấy nhận lấy rồi mở ra sờ tay vào bộ lắc nhỏ bên trong đạt nói tiếp đây là cái món quà mà chú năm đã mua để định tặng cho cô lúc mới sinh nhưng còn chưa kịp mang về nhà đã không may bị tai nạn giao thông bất tỉnh suốt nhiều ngày liền đến khi thần thức trở lại thì mẹ cô đã âm cô bỏ đi theo người khác Ngọc Xuyên nắm bộ lắc vào lòng bàn tay Cứ mặt có chút hồi cảm Anh... anh nói thật sao? Những điều mà tôi nói từ nãy tới giờ Đều hoàn toàn là sự thật Không hề xạo câu nào đâu Có lẽ vì mẹ của cô muốn xóa đi cái quá khứ nhẫn tâm kia Nên mới không kể lại cho cô Nhưng mà... Ngọc Xuyên à Cô có biết cha ruột của cô phải sống đau khổ thế nào suốt 18 năm qua không? Chú ấy mới phải chịu cái cảnh nhớ thương cô dày bò hàng ngày Rồi khi đau ốm chỉ có hàng xóm qua chăm lo thôi bầu bạn với cây xoài nắm rau chứ làm gì có người thân bên cạnh cho đến tận tuổi già ấy cũng phải gặp cái chết đấy tức tuổi không có một ai để tang không có ai hương khói lạnh lẽo lắm nghe những lời đạt nói ra tâm ca ngọc xuyên như bị xáo trộn tim cũng vừa có chút nói lên nhưng cô vẫn còn hoài nghi chưa tin hẳn cái lời của đạt định vẫn đắt thêm vài câu thì từ bên trong nhà bà tú bất tình mình cầm cây chổi chạy ra đập tới tấp vào đám vào đạt Tụi nó thấy tình huống nguy hiểm Thì vội co chân chạy đi cứu thân Đuổi xong đám đó Bà Thu thở hắt ra Về mặt giận dữ Chị xem Từ giờ tôi cấm chị mở cửa tiếp ba thằng đó Chị nghe chưa Bà giúp việc nghe xong thì rụt rè dạ một tiếng Ngọc Xuyên vẫn còn cầm bộ lắc trong tay Hỏi mẹ Mẹ à Ba Long có phải ba ruột của con không Sao con hỏi vậy Ông ấy không phải là ba ruột con Thì là ai Sao ba cái người kia nói cha ruột con không phải là ba Long Mà là cái gì ông năm què ở xóm Bàm Đông Con đừng có nghe lời mấy cái thằng đó Tụi nó ở đâu ấy Đến để phá nhà mình ấy Nhưng mà cái vẻ mặt của anh ta khi nói chuyện với con rất khoát lắm Không giống như kiểu đang nói dối đâu Thôi con phải nghe lời mẹ Không có hỏi nữa Ba Long là ba ruột của con Còn cái ông năm què là ai mẹ không có biết đâu Đừng có quan tâm Nhưng mà thôi được rồi Bôi nhà đi con Ngọc Xuyên thì vẫn còn thắc mắc Về câu chuyện đạt kể Nhưng thấy thái độ khẳng định của mẹ mình Thì cũng đành chịu Cầm bộ lắc giấu vào trong người Không cho bà ấy thấy Rồi lầm lũi bước vào trong nhà Với gương mặt chưa bằng lòng cho lắm Lại nói về đám thằng Đạt Tụi nó bị bà Thu đập cho mấy cán chổi Nên chạy thục mạng ra đến tận đầu đường Tay dựa vào cột đèn giao thông thở dốc Bà đẹp mà bà giữ thiệt đấy Đập vô lưng tao mấy cái đau điếng à Mày vậy là còn đỡ rồi Tao bị bà đập nguyên cái cây chổi lên đầu đây này Không biết nữa tao chết Có được đi đầu thai nữa không đây Nhìn cười mà thịnh Mình mẩy tay tua đầy vết bầm đỏ Đạt lắc đầu ngao ngán Vậy là cái ca này khó hơn tao tưởng tượng rồi Giờ mày có cách nào không Tạm thời thì chưa Mà bây giờ tụi mình đi tìm chỗ ngủ trước đã Có gì sáng mai lại nhà bà thu lần nữa Nhưng phải canh đúc cọc chuyên một mình Rồi nói chuyện Tao thấy thái độ của nhỏ đấy cũng không hẳn là không tin đâu Mày nói nghe hợp lý đấy Thôi giờ đi tìm chỗ nghỉ đã ta cũng đói lắm rồi Cật đầu rồi ba đứa bắt đầu đi một vòng quanh Tìm nơi nghỉ chân Định sáng mai sẽ quay lại Kiếm cách giải thích cho Ngọc Xuyên hiểu Còn hiện tại thì nên lo cho bản thân trước Trong căn phòng riêng ở biệt thự Ngọc Xuyên đang nằm trên giường Nhưng chẳng thể nào ngưng nghĩ ngợi Với những lời đang nghe đặt nói Cô cứ chằn chọc đăng qua lăn lại Một cách đầy khó chịu rồi lại lôi bộ lắp vàng ra để nhìn ngắm Bất chợt Một cảm xúc như điện xẹt đứt qua trong suy nghĩ Ngọc Xuyên móc điện thoại ra Tìm số rồi bấm gọi cho ai đó Bên đầu dưới bên kia Một giọng nói trung niên trầm khàn cất lên Alo ai vậy Đạt giọng nói ngái ngủ nhấc điện thoại lên nghe Má nè dạ gọi con có gì không má hàng xóm hỏi bây tìm con gái chú năm sao rồi đã được chưa dạ được rồi má vậy hả cũng mừng nghe rồi con có định nói với con bé là về đây đốt cho chú năm bây cây nhang không đạt ượm ờ giây lát dạ chắc là khó mẹ tại bà tu hình như bà không muốn cho ngọc xuyên biết về cái chuyện chú năm hôm qua bà còn cầm chổi giật tụi con nữa ờ à, thế vậy thôi mà con đưa quà cho ngọc xuyên rồi chứ Dạ con đưa tôi qua rồi Ừ Vậy cũng xem như hoàn thành tâm nguyện cho anh năm rồi Chỉ hơi tiếc là không đưa con gái ảnh về thăm mồ mả Đốt cho ảnh cây nhang Để ấm lòng lên trên suối được Dạ Thôi sáng rồi Coi kiếm ăn gì đi Mẹ đi làm công chuyện nhà xíu Bà ba cúp máy Nét mặt của Đạt có chút buồn Cầm mà thịnh nãy giờ cũng đã thức dậy Nghe hết được câu chuyện Cậu lên vỗ vai Yên tâm đi Tụi ta sẽ luôn bên cạnh để giúp mày bộ hai thằng bây biết tao đang nghĩ gì à? ầy biết chứ sao không ba đứa mình chơi với nhau từ nhỏ thôi đi ăn sáng cái rồi qua chợ. đạt mỉm cười cảm ơn hai thằng bạn rồi cả ba bắt đầu đi ra hướng chợ tìm quán cơm sườn để ăn. ai dè vừa đặt mông xuống thằng thịnh đã tỏ ra thái độ khó chịu mặt mày sao vậy thịnh? tụi bây nhìn qua cái quán đối diện đi. đạt và cường nghe thịnh nói thì nhìn thử qua quán cơm gà đối diện. Bọn nó nhếch mép cười vì hiểu được lý do thằng Tịnh khó chịu Công nhận là duyên thiệt đấy Ba lần gặp rồi chứ đâu Mẹ để tao qua đập cho nó một trận Thằng Tịnh sán tay áo lên Hầm mố định qua quán cơm gà đập cho người kia một trận Nhưng Đạp Hạc Cường đã vội cản lại Thôi đi mày Chỗ này đông người đánh nó lại mang họa đấy Nhưng mà nhớ lại cái cảnh hôm qua Nó căng tiền bố thí cho bọn mình Như ăn xin ấy tao không có chịu được Thôi thôi nhịn đi ông Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà Tịnh thôi cầu nhau Nhìn qua quán đối diện Thì thấy tên bạn trai của Ngọc Xuyên đã dắt xe ra đường và chạy đi Nó hức lên bực sọc Tức tối cái chuyện hôm qua bị hắn ta kinh rẻ Sau khi lót xong cái bụng Ba thằng tiếp tục đi lại nhà của bà Thu Để tìm cơ hội nói chuyện riêng với Ngọc Xuyên Nhưng chỉ mới đi đến căn nhà lầu cách đó chừng 20 mét Cả ba đã thấy thằng bạn trai tay ga Đến giữa của ấy Có vẻ như chuẩn bị chờ Ngọc Xuyên đi đâu thì phải Đạt ra dấu cho hai thằng bạn núp vào trong chậu cây kiểng Ở trước cửa nhà căn lầu lấp ló quan sát thịnh hậm hực má lại gặp nó đúng là ý trời rồi ê thịnh mày muốn chơi nó không chơi sao cường mày chỉ tao đi vậy nè vậy nè hiểu chưa thịnh đạt nghe sau bí tưởng của cường thì cười lên gian tả đợi cho thằng bạn trai kia vừa chờ ngọc xuyên đi ngang qua thịnh liền nhào ra cản đầu xe rồi giả bộ như bị hắn ta tông trúng lăn vài vòng trên đất ôm người la lên đau đớn ây ra bớ người ta đụng chết người rồi các bạn trai bóp thắng dừng xe lại, nét mặt đầy hoang mang. Cơ mà đạt vội chấp lấy thời cơ, liền phóng ra ôm tịnh khóc lóc, đạt sụt sùi. Ôi tịnh ơi, cố lên! Mày còn vợ già, mẹ trẻ ở nhà, cần chăm sóc, mày không thể nào chết được như vậy. Thằng Thịnh ôm ngực giả bộ nức lên vài tiếng như đang hấp hối, giọng điệu dặn già khó khăn. Tao, tao chắc không qua khỏi rồi. Mày hãy giúp tao về nhà báo hung tin rằng bởi xa cơ giữa đại lộ, thọ tiễn, nên võ đông tịnh đã bị người ta đụng chết Đành chia tay vĩnh viễn bạch thu dầu Thịnh ngần cơ lên ức một tiếng rồi xìu người như đã chết Cường lết lại gần Giờ vào mặt thằng bạn thân đầy sức mứt Rồi giơ hai tay lên trời mà gào thét Thần linh ơi ngó xuống mà xem Bạn của con bị thằng ác nhân kia Nó đụng chết chẹo háng rồi Sao không cho thiên lôi xuống đánh nó đi hả ông trời gã bạn trai của Ngọc Xuyên chứng kiến vở diễn của tụi nó nãy giờ bắt đầu nổi nóng, bóc kèn lên in tai rồi quát: "Mẹ mấy cái thằng điên này, biến nó chỗ khác coi, cái lũ tâm thần." Ngay gã ta chửi, đám thằng đạt đã có cớ nên vội bỏ thần tịnh xuống đất, đứng lên địa gần đầu xe mà gây hấn. "Mày đụng chết bạn tao mà còn giọng bách đối đỏ à? Tin tao xẻo hai lỗ tai mày để khỏi đau ký cục." "Mấy thằng bây bất cùng đi, nó còn sống nhăn răng kia có bớt miếng máu nào đâu mà chết." "Sao mày biết nó chưa chết?" Hả? Thằng Thịnh, mày chết chưa? Ờ, ta, ta chết rồi Đó, thấy chưa? Nó chết rồi kia kìa Chết mà sao lại trả lời được? Hả mấy cái thằng điên Mày chửi ai điên? Tụi bây đâu? Đập cho nó một trận cho chửi cái tính phách láo đi Cường vừa dứt lời Ngay lập tức nó cùng với Đạt Lao vào tượng cẳng chân hạ cẳng tay Với gã ta Tay bạn trai thấy mình bị tấn công Sợ quá nên vội phóng xuống xe Mau tẩu thoát Thịnh đang nằm dưới đất Thấy cơ hội trả thù liền đứng bất dậy bước đến mà góp vui và ba cái đấm đấm ngọc xuyên đứng bên cạnh cuộc xô sát chỉ biết thẳng thốt căng ngăn cả đám còn đang đà hăng máu thì bất chợt có ba chiếc xe hơi màu đen từ đầu đường chạy vào dừng lại cách tụi nó 7 mét bóp còi lên inh ỏi ba thằng đạt cường và thịnh dừng tay lại các bạn trai ôm đầu nằm vật vã dưới đất từ bên trong chiếc xe hơi đậu chính giữa bước ra một người phụ nữ u 50 mươi đeo kính thời trang cùng bộ váy hàng hiệu nhìn rất thời thượng hai chiếc xe hơi còn lại đi ra thêm bốn tên thanh niên rất cao to thân hình đầy cơ bắp hình xăm đứng xung quanh bà ta các bạn trai vừa trông thấy họ thì vội reo lên mừng rỡ bà xã cứu anh với Tụi nó muốn giết anh nè người phụ nữ cười khẩy nhìn chăm chăm vào ngọc xuyên nghiến răng trì chiết mày ngon lắm biết thằng hưng là bồ tao không mà dám cướp ngọc xuyên nghe bà ta nói thì há hốc mồm mà như không tin được cái gì? Anh Hưng là bố của ba? Hưng là kép của tao Tháng nào tao có cung phụng cho nó Biết bao nhiêu tiền của Nó muốn gì tao cũng chiều Xe tay ga nó hay chở mày đi chơi Cũng là của tao mua cho Vậy mà không ngờ Nó lại dám mèo mà gà đồng bên ngoài với mày Tôi tôi không biết gì hết Anh Hưng anh nói với tôi Anh làm gì có bạn gái đâu Hưng Giờ tôi cho anh hai lựa chọn. Một là bò qua đây, về bên tôi. Chuyện hôm nay, coi như xí xóa. Còn hai, cứ tiếp tục bên con đó, còn nữ nhân xinh đẹp kia đi. Cả Hưng ngay xong thì nuốt nước bọt, nhìn Ngọc Xuyên dây lát. Ờ, bà, bà xã, anh, anh về bên em đây. Ơ, ờ, anh Hưng! Cả Hưng chống tay dưới đất, từ từ bò về hứng người phụ nữ kia. Ngoan, vậy em mới thương. Còn con kia... Ta không bỏ qua cho mày dễ dàng đâu Người phụ nữ cô tay ra lệnh Đám đàn em bốn tên phía sau bẻ khớp kêu lên răng rắc Thấy cứ sự sắp có biến Đạp vội nói với Ngọc Xuyên Em vào nhà đóng cửa thật chặt lại Có gì để tụi anh ngăn cản lại cho Nhưng không sao đâu Em vào nhà nhanh đi để không kịp đâu Ngọc Xuyên nhìn qua gã hưng một lần nữa Rồi ngay lập tức chạy nhanh vào trong cổng nhà Ở đây người phụ nữ cười phá lên <cười> Công nhận đẹp cũng có nhiều lợi ích thiệt đấy hết thằng hưng mê muội giờ lại tới ba thằng nhóc danh này được vậy thì để tao cho tụi mày chịu thay nó bà ta cút tay ra hiệu bốn tên đàn em liền tỏ thái độ hung hăng lăm le chuẩn bị tấn công ba thằng nhìn nhau mồ hôi vã ra trên trán như gặp nắng mùa hè đạt tên tiếng ê lỡ rồi chơi luôn nha ờ thịnh mày có chăn chối gì không nói luôn đi ờ ừ, dầu à anh yêu em Chỉ kịp nói đến đó Bốn tên đàn em của bà ta đã lao tới Ba thằng đồng thanh hét lên một tiếng rền vang Rồi xông vào tả hữu xung đột Đánh nhau túi bội Đạt không phải là dân điền nông Nên chẳng mạnh về thể chất Lại đụng phải cái tay cụm cán nghề Nên chỉ chống đỡ được tầm vài phút là gục xuống Còn bên kia thằng tịnh cũng không khá hơn là mấy Bởi vừa ăn một cú đấm trời ráng vào mặt Cả bắt lé sạch luôn rồi Cường thì tướng đô nhất trong đám 1m80 nặng 76kg Đánh tay đôi 11 với tên đàn em Cũng ngang ngửa không thua kém Nhưng tên mai thằng nữa Thì mới có chuyện để nói Cường dần xuống sức vì chống đỡ ba đối thủ một lúc Tân thể bầm dập te tua Đến khi ăn thêm một cú đạp vào giữa bụng Thì mới gục xuống đất Chịu bại trận hoàn toàn Người phụ nữ nãy giờ đứng im Chứng kiến trận đánh Thì cười lên hả hê Nói với tụi đàn em Thôi được rồi Đánh nữa tụi nó chết Lại mang họa đấy Mấy đứa giúp chị lôi đầu thằng Hưng về nhé Và chiếc xe hơi đen nổ máy rồi bắt đầu bỏ đi với tên hưng ở đây ba thằng đạt cường và thịnh đang nằm sãi lai trên mặt đất như con nhái Cơ mặt ai cũng đều sưng bù miệng bị dập nên máu cứ chảy ra bên trong biệt thự ngọc xuyên cùng với mẹ và người giúp việc chạy ra đỡ họ lên Dìu vào trong nhà băng bó vết thương anh ra thôi nào dáng chịu xíu đi phải rát thế này mới hết chảy máu được dạ có cảm ơn cô cô phải cảm ơn ba đứa mới đúng nếu như không có ba đứa chắc bé xuyên nhà cô bị người ta hại rồi tại sao các anh lại hy sinh bản thân mình để giúp em vậy đặt ôm cái bé sườn đang có dấu hiệu bị dặn xương nên cứ đau nhói mà suýt xoa vì cô là con chú năm mà tụi tôi lại là hàng xóm của chú ấy bỏ mặc con gái ổng gặp nguy hiểm chắc về quê ổng vô giấc mơ bẻ cổ tụi tôi quá ngọc xuyên nghe nhắc đến cái tên chú năm thì chợt có chút giật nơi tim mẹ Rốt cuộc chú Năm mà các ảnh hay nhắc tên Đó là ai Bà Thu đang sức thuốc đỏ cho Cường Nghe con gái hỏi như vậy Thì đôi mắt nặng chịu nhìn cô Rồi lại nhìn vào các thân thể đang toe tôi vết thương trước mặt Của tụi thằng Nạt Mà thở dài Các cậu thật sự đến đây vì được ông ấy nhờ cậy sao Dạ tụi con không nói dối đâu cô Nhìn các cậu vì con gái tôi Mà chị bị người ta đánh Nên tôi cũng tin rồi Mẹ Rốt cuộc chuyện là sao Bà Thu xoa mái tóc của Ngọc Xuyên mỉm cười Con cũng đã lớn rồi Mẹ sẽ không giấu con nữa Thật ra chú Năm mà các cậu đây hay nhắc tới Đó chính là ba ruột con Bà Thu dần hồi tưởng lại chuyện ngày xưa Kể lại cho Ngọc Xuyên biết toàn bộ sự thật 18 năm về trước Bà đã ấm cô đi theo ông Long Sống một cuộc sống giàu sang Bỏ mặc người chồng cũ tật nguyền Ở xứ quê Vàm Đông Vì không chịu được cảnh nghèo khó Chia cắt tình nghĩa cha con cô suốt 18 năm qua ngay đến đó ngọc xuyên ôm miệng bật khóc thừa nhận với mẹ rằng thật ra hồi tối con đã gọi điện cho ba để hỏi ba long rồi mà chính ba long cũng đã thừa nhận con không phải là con ruột của ba xuyên à mẹ xin lỗi con nhiều lắm vì ngày xưa mẹ đã dồn bỏ cha ruột của con để chạy theo đồng tiền nhưng lúc đó mẹ chỉ muốn cho con một cuộc sống tốt hơn thôi ba long cũng thương con như con ruột suốt mấy mấy năm qua mà đúng không Vậy thì ba ruột của con thì sao hả mẹ Suốt 18 năm qua ông ấy đã sống thế nào Khi không có người thân bên cạnh Bà Long có thể cho con được tình thương Nhưng còn vết thương trong lòng của cha năm Thì ai bù đắp cho ổng Mẹ Mẹ xin lỗi Bà Thu ôm Ngọc Xuyên vào lòng Mà khóc nức nở Đạt nhìn thấy cảnh tượng xót xa ấy Chỉ có biết ngậm ngùi Trong lòng bồi hồi một cảm giác rất lạ Bà mình chưa từng trải qua bao giờ Lát sau Ngọc Xuyên ngưng khóc vội lau nước mắt lấm lem trên gương mặt của đạt rồi nói cha ruột của em hiện tại thế nào rồi hả anh ông ấy đã mất vài tháng trước do tai nạn giao thông rồi mẹ à hay là con với mẹ về quê thắp cho cha một đánh nhang được không mẹ mẹ không còn mặt mũi nào về đó nữa nếu con muốn thì hãy nhờ ba cậu đây đưa con về ngọc xuyên à vậy là em định về thăm chú năm hả dạ lúc còn sống em không có cơ hội được gặp cha Giờ ông mất rồi em muốn về để xin lỗi Bà em không trách em đâu Em đừng có nghĩ như vậy Sáng mai tụi anh sẽ bắt xe rồi cùng em đi về Dạ Mà ba đứa tôi định ngủ ở đâu ờ, Chắc tụi con về lại cái nhà nghỉ Thôi tối nay ngủ ở đây luôn đi Trên đầu hai còn phòng trống đấy Có gì sáng mai bắt xe sớm luôn Nghe ý của bà Thu Đã có chút lưỡng lự từ chối nhưng cửa và thịnh tới bên cứ ra giả vào đầu cậu Như muốn ở lại Đạt đành cảm ơn rồi chấp nhận Hai đứa nó hớn hở sách đồ chạy ngay lên đầu Để từ cái cảm giác ngủ trong việc tự sang chảnh là thế nào Còn riêng Đạt Cậu nắn lại trò chuyện thêm một lát nữa Rồi mới xin phép đi nghỉ ngơi Bầu trời như được thắp sáng sau một đêm dài Nhưng chỗ cho bóng tối Lâu đó âm thanh ồn ào phát ra bên ngoài cửa phòng Đạp và hai thằng bạn bắt đầu thức giấc Nhìn vào đồng hồ trên điện thoại Thì đã thấy hơn 7 giờ sáng Cường hốt hoảng la lên Chết mẹ, đỡ chuyến xe khách rồi Ba thằng hoảng hốt la vào nhà tắm Đánh răng rửa mặt, vệ sinh cá nhân Rồi xếp ba lô, chạy nhanh xuống dưới nhà Nhưng trái với sự hấp tấp của tụi nó Ngọc Xuyên đang ngồi trên bàn ăn Cùng với bà Thu Và những món ngon đang được bày biện sẵn Thấy ba đứa bà Thu niềm nở Ăn sáng cho no hẳn đã Rồi ăn đi nha Dạ nhưng mà trễ giờ bắt xe rồi Không có sao Cô đã đặt sẵn một chiếc xe 8 chỗ Với tài xế riêng rồi Người ta đang chờ ngoài đấy Ngay vậy thì Đạt thở vào Cường và Thịnh nhìn thấy những món ăn thơm phức ở Trên bàn thì chẹp miệng thèm thuồng Bà Tu mời ba đứa ngồi xuống ăn Nói chuyện một lúc Rồi Tu xếp di chuyển ra xe đang đậu sẵn Trước khi tài xế khởi hành Bà Tu dặn dò con gái Con đi nhớ giữ sức khỏe Đốt cho mấy một cây nhang giúp mẹ hay là mẹ đi cùng con về dưới đấy Không được đâu Mẹ còn mắc đỡ ba Long con nhiều lắm Không phải nói đi là đi được đâu Dạ ba Long con mà có đi công tác về Mẹ xin bà ấy cho con ở dưới đó vài ngày nhé Ừ Mẹ nói giúp cho Thôi đi đi để người ta chờ Tạm biệt mẹ xong Ngọc Xuyên bước vào bên trong yên vị Chuyến xe bắt đầu lăn bánh Khởi hành tiến thẳng về thành phố Rạch Xá Nơi sắp có một cuộc hội ngộ cực kỳ đặc biệt Sau 18 năm dài chia ly Cô trên xe Đạt không biết vì vô tình hay cố ý Mà lại được Ngọc Xuyên đến ngồi cạnh Cô ấy đưa ánh mắt nhìn ra khung cửa sổ Ngắm nhìn dòng xe cộ đang lướt qua bên dưới Đạt muốn bắt chuyện với Ngọc Xuyên Nhưng lại không đủ dũng cảm Chỉ dám lâu lâu đứt sang nhìn lén Rồi lại ngại ngùng thu lại Ngọc Xuyên gương mặt vờ phạc Tối qua chắc cô ấy không ngủ được Nên giờ trông khá mệt mỏi Xuyên lên tiếng giọng nói hơi ngảnh ngẹn Tối qua em không ngủ được Nên giờ hơi mệt Anh đặt cho em tựa vai ngủ chút nha Thật nghe Ngọc Xuyên nói thì giật mình Ông ông lỗ tai nhưng không thể tin được vào điều vừa nghe thấy Ờ uh, em 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 cứ dựa đi Ngọc Xuyên mỉm cười rồi nhắm mắt lại Ngả đầu xuống tựa vào vai đạt Cậu rút lên bẩm bật Vì cảm giác lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm Đặt thêm một hơi thật sâu để có thêm dũng khí giữ bình tĩnh Thảo vào mũi cậu là một mùi hương cực kỳ thơm dịu từ trên người Ngọc Xuyên tỏa ra Đạt lén ngắm nhìn gương mặt cô lúc ngủ Công nhận ngay cả khi ngủ Ngọc Xuyên vẫn xinh đẹp tự như một bông hoa Gương mặt bầu bĩnh cùng cộng với cái mũi cao Kết hợp thêm đôi mô hình trái tim và làn da trắng như sữa Hoàn toàn tự tin để có thể nói rằng Có thể thu hút bất cứ ai nếu chẳng may nhìn phải tả vỗ mái tóc của ngọc xuyên khẽ mỉm cười và nhanh chóng sượng lại khi phát hiện ra hai thằng bạn đang nhìn mình chằm chằm ở hàng ghế sau đạt giả bờ hít sáo tiến mắt hướng khác đánh chúng lại suốt chặng đường đi kéo dài gần 4 tiếng ngọc xuyên luôn ngủ yên giấc trên vai của đạt cậu thậm chí còn không dám cử động mạnh vì sợ làm cô thức sức đến khi tài xế dừng xe lại thông báo rằng đã đến nơi đạt mới dám gọi cô dậy bằng giọng điệu đầy nhẹ nhàng Ngọc Xuyên tràng thức dậy rụi mắt Đám bốn người họ xuống xe Thấy đã tới đầu lộ chính rồi Giờ chỉ cần đi bộ vào thêm hai cây số nữa Là sẽ vào xóm Vàm nông. Cường và Tịnh hí hưởng đùa dẫn chạy vào trước Nhưng không gian riêng tư lại cho cặp đôi trẻ Đạt và Xuyên dễ dàng trò chuyện Hai người đi bên nhau Cậu không ngớt kể lại và giới thiệu về cuộc sống ở đây Cách người dân làm nông, cắm câu hay bắt cá Hãy Ngọc Xuyên tò mò gì Là Đạt lại giải thích một cách rành mạch Đôi lúc Ngọc Xuyên cảm thấy cậu hiếu động giống một đứa trẻ hơn là người lớn. Cô cười thầm do cái tính cách của Đạt. Cả hai vừa đi vừa trò chuyện nên quãng đường như bị thu ngắn lại. Chốc lát, Tạp và Ngọc Xuyên bước vào trong xóm lúc nào không hay. Từ phía giữa làng, đám đông bà con trong xóm đi cùng tụi thằng Cường chạy ra tiếp đón. Ê mày, đi gì mà lâu thế hả Đạt? Trách chi mày ơi, người ta còn bận tán gái mà. Hai đứa bay nói tầm bậy cái gì đấy, Ủa mà sao cô chú trong làng lại ra đây hết Từ bên trong đám đông Bà ba mẹ của Đạt bước ra cười hiền Thì mẹ nghe thằng Cường thằng Thịnh Nói là có con gái chú Năm về Nên bà con trong làng xóm ra đón nè Dạ giới thiệu với mẹ Đây là Ngọc Xuyên Con gái chú Năm này mẹ Nghe Đạt giới thiệu Ngọc Xuyên bước ra cúi chào bà ba và hàng xóm Bà ba nhìn vào cô gái trẻ đang đứng trước mặt Có chút ngạc nhiên Con con thật sự là rất giống bà thu dạ từ nhỏ ai cũng nói con giống mẹ ờ à, đạt này giờ con dẫn em đi qua nhà anh năm đi chắc ảnh đang ngóng lắm đấy đạt nghe mẹ nói thì dạ một tiếng bắt đầu dẫn ngọc xuyên đi về phía cuối xóm nhà chú năm hàng xóm hiếu kỳ nên cũng đi theo khá đông chừng một lát thì hình ảnh căn nhà cũ kỹ có cây xoài tượng ở trước sân thấp thoáng hiện lên trong tầm mắt cường mở cửa rào để mọi người đi vào trong Ngọc Xuyên bước vào ra nhà chính Đập ngay vào mắt cô là cái tủ thờ có vài nén nhang đang nghi ngút khói Cô ôm miệng ngậm ngùi khi nhìn thấy tấm di ảnh của người đàn ông Đó là chú Năm Quẻ Người trong ảnh thờ là cha của con Ông nhớ con lắm đấy Lúc còn sống hầu như ngày nào cũng nhắc đến tên con trước mặt bà con hàng xóm Ngọc Xuyên đôi mắt lung linh như sắp khóc Bước lại gần cái tủ thờ xoa tay vào di ảnh của cha Mà xúc động Cha Con gái bất hiếu đến giờ mới về thăm Con xin lỗi vì đã để cha mòn mỏi đợi chờ suốt 18 năm qua Luôn mong được nghe con gọi tiếng cha Nhưng giờ con biết Con xin lỗi thì cũng đã muộn màng rồi Con chỉ xin phép cha Cho con được đưa di ảnh về thành phố thờ phụng Ngày ngày hương khói Ở cạnh cha Mang lại cho cha cái gọi là tình thương của gia đình Đáng lẽ đã thuộc về cha từ lâu rồi Nhưng lại mất đi Ngọc Xuyên rút đèn nhang trên bàn thờ quỳ thụp xuống đất mà lại cha mình nghẹn ngào khóc đôi gò khó má cũng đã ướt đẫm hình ảnh khiến cho mọi người xung quanh khó cầm lòng mà đưa tay khẽ lau nước mắt nơi khóe mi ngọc xuyên ngước mắt lên nhìn mà gương mặt chứa đầy sự đắng cay của cha mình trên tấm ảnh thờ một cảm giác đau nhói như tim bị bóp nghẹt đi khiến ngọc xuyên không ngừng sụt sùi rơi lệ tuổi thơ chưa lần được gọi cha cách biệt chia ly những năm trường nghe mẹ con nào đâu hay biết Cha già tật nguyền nơi xứ xa Mòn mỏi đợi con trong hao gầy Giờ đây muộn màng biết sự thật Vội vã tìm cha nào thấy đâu Nén nhang trên tay con út nghẹn Nước mắt đưng tròng biết trách ai Nhìn vào di ảnh đấng sinh thành Thân con bất thiếu Kiếp sau nguyện đáp đền Vài ngày sau Ngọc Xuyên dùng tiền mang theo Mướn thợ về để xây lại căn nhà đã dập sệ thành nhà tường Ngôi mộ xi măng sơ sài của ông Năm Cũng đã được trang hoàng nâng cấp lên sạch sẽ hơn Coi như cô ấy đã bù đắp cho cha mình được phần nào Thay cho lỗi lầm của mẹ đã tạo ra với ông Còn về phần bà Tư Sau khi đã tìm con gái về giúp chú Năm Sức khỏe của bà dần hồi phục Không còn bị hành mỗi đêm nữa Đầu óc trở nên tỉnh táo lại Suy nghĩ về những việc mình làm sai lúc trước bà tự ân hận nên quyết định xin vào chùa quy y ăn chay niệm phật sám hối cầu mong sẽ có cuộc sống thanh tản cuối đời về sau ngoài cánh đồng vàng ngát vừa gặt đám trẻ con đang nô đùa đuổi bắt chuột đồng một cách đầy rộn ràng trên bầu trời có vài con diều đang bay lượn như những cánh én nhờ lộng gió đặt ngồi ưu tư một góc Ngắm nhìn Ngọc Xuyên đang cười vui vẻ Vì vừa thả được con diều lên cao Bất chợt một nỗi buồn khó tả xuất hiện trong lòng cậu Anh Đạt Sao anh không ra chơi với tụi em Thôi Ngọc Xuyên chơi đi Anh muốn ngồi đây một chút Ngọc Xuyên thấy nét mặt của Đạt không được tốt Thì nhờ thịnh giữ giúp con diều Chạy lại gần mà ngồi cạnh Đạt Em thấy hôm nay anh không được vui Đạt thở dài Đôi mắt nhìn lên những cánh diều Đang bay lượn tự do trên trời mà nói với ngọc xuyên nếu có một điều ước ý anh ước rằng mình sẽ được làm một con diều ngọc xuyên khó hiểu ngưng ngác hỏi lại sao anh lại ước như vậy bởi vì nếu anh là con diều thì sẽ được thoải mái bên cạnh những cơn gió mà mình yêu không phiền không áp lực bởi cuộc sống nhiều gian truân này ngọc xuyên nghe đạt nói một câu đầy hàm ý vội vã hỏi lại anh anh nói như vậy nghĩa là sao Sáng mai anh sẽ trở lại thành phố Để làm việc Nghe Đạt nói Cô buồn bã sư mặt xuống như không muốn cậu đi Anh không thể ở lại thêm vài ngày nữa à Chắc là không được Anh nghỉ quá phép năm rồi Giám đốc bảo anh trong vòng 2 ngày phải có mặt Nếu không thì sẽ cho anh thôi việc luôn Ngọc Xuyên cau có Tay cầm mới sợi dơm trọi xuống đất hờn rỗi Giám đốc gì mà kỳ cục vậy Công việc anh thì khó khăn lắm Nghỉ một ngày trần ai Lần này nhờ giám đốc tổ chức đi tour cho nhân viên Đi chơi 4 ngày Nên anh mới về quê được đó Vậy Tết này anh có về không? Anh không biết nữa Nhưng anh sẽ cố gắng để thu xếp về thăm cha mẹ Thăm bạn bè và uh, thăm Ngọc Xuyên bẽn lẽn Cứ mặt có chút ửng đỏ Rồi mỉm cười hỏi đạt Thăm ai? Thăm cả em Ngọc xuyên khẽ mỉm cười hi hi. À, mà mới nay về đây ấy, em có nằm mơ thấy cha không? Dạ không. Em không có gặp cha lần nào hết. Mà cha em còn báo mộng cho anh không? À có chứ. Tối qua anh vừa gặp chú Năm trong lúc ngủ nè. Vậy á, cha em nói gì với anh? Cha em có nói là cảm ơn anh nhiều lắm vì giúp ông mấy hoàn thành tâm nguyện. Giờ chú ấy đã yên lòng siêu thoát rồi không còn gì lưu luyến trần thế nữa chuẩn bị một thời gian nữa thì sẽ được đi chuyển kiếp dạ nghe vậy thì em cũng mừng cho cha nhưng em chỉ tiếc là đến cuối cùng thì vẫn không thể gặp được ông ấy dù là hiện thực hay là trong giấc mộng ừ cha của em sẽ luôn dõi theo em chỉ là hiện tại chú ấy đang là một thực thể vô hình mà chúng ta không thể nào biết được sự hiện diện chú ấy hiện tại chắc đang ở một nơi an nhiên nào đó chẳng còn muộn phiền ngày ngày nhìn ngắm em rồi mỉm cười vì thấy con gái mình luôn sống mạnh khỏe và hạnh phúc rồi. Ngọc xuyên cười tươi dựa vào vai đạt. lần này cậu đã không còn ngại ngùng giống cái lúc trên xe nữa, mà ngược lại choàng tay ôm lấy cô. cả hai cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh bình yên trước mắt, nơi những cánh diều đang vui đùa cùng với cơn gió vi vu êm dịu. thành phố đã một tháng trôi qua Đạt lại tiếp tục vùi mình vào công việc Cậu vẫn giữ liên lạc với Ngọc Xuyên Mỗi tối hai người đều đặn nhắn tin gọi điện cho nhau không bỏ sót ngày nào Và công việc của Đạt hiện tại không biết do cố gắng hay được chú Năm phù hộ Mà lại càng ngày càng gặp nhiều may mắn Bao nhiêu lần đi ký hợp đồng với đối tác của công ty Cậu đều thuận lợi thành công một cách dễ dàng không gặp trắc trở Kiếm về rất nhiều tiền hoa hồng Thậm chí Đạt đã được tăng lên chức trưởng bộ phận Quản lý hơn 50 nhân viên Hôm ấy Đạt tham gia cuộc họp cổ đông Hình như hôm nay công ty sắp có một sự kiện gì đó rất lớn Ngó thấy sắc mặt của ai cũng đều rất căng thẳng Chú Trịnh, tổng giám đốc Ngồi chính diện bàn họp Đứng lên chào các cổ đông có mặt Trên tay cầm sớp văn thảo mở ra đọc Chào các vị ủy ban công ty đang có mặt ở đây Hôm nay tôi có một chuyện rất quan trọng Cần thông báo với mọi người Chắc hẳn thời gian qua Ai cũng đã nghe về chuyện có một doanh nhân Vừa bỏ ra số tiền rất khủng để chuyển nhượng 51% cổ phần của chúng ta rồi, có đúng không? Các cổ đông bên dưới gật đầu bàn tán. Đạt cũng đã nghe qua chuyện này vài ngày trước rồi, nên cũng hơi tò mò về vị doanh nhân bí mật đó. Chủ Trịnh giám đốc nói tiếp. Sẵn nay tôi xin giới thiệu với các vị về người doanh nhân ấy. Cũng sẽ là người thay thế tôi, đảm nhận vai trò giám đốc trong thời gian sắp tới. Xin mời anh Nguyễn Thiên Long. Từ bên ngoài cánh cửa, một người đàn ông mặc áo vest đen, thân hình oai nghi, đồ sộ Bước vào trong Cùng với một cô gái trẻ tuổi đi theo sau Vừa trông thấy người con gái Đạt đã hét to Ngọc Xuyên sao em lại ở đây Cô gái ấy chính là Ngọc Xuyên Người mà Đạt thầm thương trộm nhớ Không lúc nào là không nghĩ tới Ngọc Xuyên mỉm cười giọng nói nhí nhảnh Thì giờ ba em mua lại công ty này rồi Thì đương nhiên em phải ở đây chứ sao Ờ vậy Vậy là anh thành con rể của ông tổng giám đốc rồi đó Đồ ngốc Tất cả đều vì cười vì đôi bạn trẻ Tiếng cười vang lên khắp gian phòng Các bạn thân mến Như vậy là câu chuyện Tâm nguyện của ma Của tác giả Lâm Thành Thừa Đã kết lại video ngày hôm nay Nếu cảm thấy ý nghĩa và hữu ích Các bạn có thể ủng hộ cho tác giả Cũng như Biển Radio Thông qua hướng dẫn trong phần mô tả hãy tham gia hội những người thích nghe chuyện ma cho dễ ngủ ở trên facebook hoặc hội ngủ nghe ma ở group zalo để có thể thảo luận sâu hơn về những câu chuyện tâm linh mà các bạn quan tâm một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại